Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 143. Khổng Tiên ở thần nguyên bí cảnh, cũng bất quá là hỗn độn tầng 3, 4 thiên tu vi chứ. Đặt ở bọn hắn hôm nay trong mắt, giống vậy, bất quá là một tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi thôi. Mà hiện tại, cái phế vật này lại không biết sống chết khiêu khích Phong Thiếu Vũ. Ha ha, đây chính là một cái lấy lòng Phong Thiếu Vũ tốt cơ hội à, đơn giản là thượng thiên đưa tới, Tiêu Báo, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dẫu sao, chỉ cần tiện tay bóp chết một con kiến hôi, là có thể lấy được Phong Thiếu Vũ hảo cảm, cái này loại chuyện tốt, đi đâu đi tìm. Phong Thiếu Vũ cười chúm chím gật gật đầu nói, được, giao cho ngươi, Tiêu Báo. Ở Phong Thiếu Vũ xem ra, Tiêu Báo thực lực mặc dù so với mình, còn kém mấy phần, nhưng, đối phó cái này không biết sống chết tiểu tử, nhưng là dư sức có thừa. Mình chỉ phải chờ thưởng thức thằng nhóc này ở trong tuyệt vọng cầu xin tha thứ một màn, là đủ rồi. Tay hắn một chiêu, nhiếp tới một cái bầu rượu cùng ly rượu, lại là nhàn nhã tự rót uống, một bộ xem trò vui hình dáng. Tiêu Báo vòng vo xoay cổ, xương cốt một hồi tí tách vang dội. Hắn nhìn Diệp Thần, trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn ý, mặc dù Diệp Thần thực lực, ở hắn xem ra không chịu nổi một kích, nhưng là, Tiêu Báo nhưng không có chút nào nương tay ý kiến. Cái này, đồng dạng là một hiện ra thực lực tốt cơ hội, không phải sao? Dùng cái phế vật này, tới tôn lên mình mạnh mẽ. Hắn hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi đừng trách ta à, muốn trách, thì trách ngươi sự ngu xuẩn của mình đi. Ngươi phải biết. Trên thế giới này, có vài người là ngươi vĩnh viễn không thể mạo phạm, nếu không, ngươi kết quả, sẽ rất thê thảm. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn nói, ba cái hô hấp. Ừ, mọi người có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần, ba cái hô hấp. Có ý gì? Tiêu Báo cũng là sát ý đánh giá Diệp Thần nói, ngươi đang nói gì? Diệp Thần lạnh lùng nói, ta cho ngươi ba cái hô hấp, từ ta trước mặt biến mất, nếu không... Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thê thảm. Tiêu Báo nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, toàn bộ đại điện, đều bị hắn rung trời kia cười to bao phủ, thằng nhóc này đến lúc này, còn muốn giả thần giả quỷ, phô trương thanh thế. Để cho mình biến mất. Phỏng đoán, trong lòng tiểu tử này, đã sợ phải hơn run rẩy chứ. Muốn cuối cùng phô trương thanh thế, đánh cuộc một lần. Một. Diệp Thần không để ý tới sẽ Tiêu Báo cười to, một bên hướng Phong Thiếu Vũ đi tới, một bên đếm ngược. Hai. Vậy nặng lạnh thanh âm, giống như một chuôi nặng cái chùy vậy, đập vào mọi người trong lòng, nguyên bản cười như điên Tiêu Báo, đột nhiên bình tĩnh lại, hơi nhíu mày, trong mắt, thoáng qua lau một cái vẻ không hiểu. Tại sao, theo Diệp Thần đếm ngược, hắn lại không tự chủ được khẩn trương lên. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần thần sắc. Trong lòng chợt cả kinh. Thằng nhóc này, sẽ không là nghiêm túc chứ? Tiêu Báo đột nhiên, có một loại vô cùng là mãnh liệt không rõ dự cảm, tuyệt không thể, để cho Diệp Thần đếm tới ba. Ngay lập tức bây giờ, Tiêu Báo cả người linh lực phun trào, trong mắt hồng mang bạo tránh, một thanh trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời, một cổ hung man hơi thở, phóng lên cao, cho dù trong đại điện, không thiếu tất cả đại thần nước cường giả. Đều là không khỏi được hơi kinh hãi. Một đạo dị thú hư ảnh hiện lên ở Tiêu Báo sau lưng, chớp mắt bây giờ sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Một khắc sau, Tiêu Báo động giống như kinh thiên như tia chớp, sắp tới không cách nào hình dạng. Vậy cực kỳ tốc độ, thậm chí đem không khí khuấy động ở trong điện, hình thành một đạo cuồng bạo gió lốc lớn. Trong mắt của mọi người không khỏi được hiện ra lau một cái rung động vẻ. Thật là nhanh. Cho dù lấy bọn họ nhãn lực, đều có chút khó mà bắt. Liền liền Phong Thiếu Vũ, đều là mặt lộ tán thưởng, Tiêu Báo tốc độ, cũng không tệ lắm, loại tốc độ này, thậm chí có thể đối mặt lấy tốc độ là dáng dấp yêu nghiệt tồn tại, bất quá, so mình, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Thứ ba thần quốc người bảo vệ Triệu Quang ánh mắt quét qua mặt của mọi người bàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, rung động chứ. Cái này, chính là Tiêu Báo thượng cổ thần thể. Thiên tốc thân thể uy năng. Có thể trong thời gian ngắn, đem Tiêu Báo tốc độ, tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Thiên hạ võ đạo, chỉ mau không phá, vậy họ Diệp tiểu tử, chết chắc. Theo Tiêu Báo thân hình chớp động, kinh thiên kiếm ý kích động ra, quỷ dị này kiếm ý,
lại là theo tiêu báo tốc độ tăng lên, còn không ngừng tăng cường. Kiếm pháp này, tên là Thiểm Thần Kiếm, có thể lấy võ giả tốc độ, để đề thăng kiếm pháp sắc bén. Hơn nữa, tiêu báo đã đem cái này môn kiếm pháp, tu luyện đến viên mãn bước, phối hợp hắn vậy nghịch thiên thần tốc, đối với kiếm pháp thêm được, có thể nói khủng bố. Ở trên trời tốc thân thể cùng tránh thần kiếm phối hợp dưới, tiêu báo thực lực, bạo tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng bước, kiếm quang ngưng luyện, tản mát ra vô cùng uy thế, một kiếm này lực, lại là để cho tại chỗ Trừ Phong Thiếu Vũ ra tất cả nước trí cường, cũng sinh ra một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Bọn họ ánh mắt run run, không nghi ngờ chút nào, tiêu báo một kiếm này, thậm chí có tiêu diệt bất kỳ hỗn độn tầng 8 thiên lực lượng. Dĩ nhiên, trong những người này, không bao gồm Diệp Thần. Từ tiêu báo ngừng cười to, đến rút kiếm ra tay, hết thảy các thứ này, cũng phát sinh ở trong nháy mắt, mà Diệp Thần sắc mặt, nhưng là cuối cùng, cũng không có một chút biến hóa. Ngay tại tiêu báo trường kiếm, cơ hồ thì phải xuyên qua Diệp Thần thân thể lúc đó, hắn nhàn nhạt phun ra một chữ. 3. Đếm ngược kết thúc. Một chuôi đen nhánh trường kiếm, xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, trên trường kiếm, huyết quang kích động, sát khí sôi trào, chân võ ý, gào thét ra, tiêu báo một kiếm kia tản ra vô cùng nguy hiểm ý, trong phút chốc, lại là bị chấn áp được dĩ nhiên vô tồn. 7 tầng huyết quang, tự thể đồng hồ bùng nổ, đạo đạo sấm sét màu vàng, ở huyết quang bên trong lóng lánh, không cách nào đoán chừng cự lực, lấy băng thiên thế, tự nhiên ở sức nặng kinh người trên trường kiếm, kiếm quang bạo tránh, giống như chư thiên tinh thần, chết mặt đất. Một kiếm ra, tuyệt mạnh chấn động tùng một kiếm, vô cùng tinh chuẩn đụng vào tiêu báo trên trường kiếm. Hai người công kích va chạm, bộc phát ra khủng bố dư âm, ngay tức thì, vét sạch toàn bộ thần minh. Ầm một tiếng vang thật lớn, tại chỗ một đám võ giả, đều là hơi biến sắc mặt, rối rít ra tay, hướng vậy dư âm, chấn áp đi. Liền liền Phong Thiếu Vũ, trong mắt, cũng là mơ hồ thoáng qua một chút rung động vẻ. Sắc mặt trong chốc lát, âm tình bất định. Cái này chảm ách cảnh phế vật một kiếm kia, làm sao cho hắn một loại, khá là kinh khủng cảm giác. Cái này, không hợp lý à. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, bay ngược, ầm một tiếng vang thật lớn, đụng vào đại điện trên vách tường, cường đại kia lực trùng kích, làm cả thần minh, đều là một hồi lay động, vững chắc vô cùng đại điện, cũng là bụi khói tràn đầy cuốn, khối vụn rối rít, xu hướng tại tan vỡ. Mọi người hướng thân ảnh kia nhìn, chỉ gặp, người này cả người máu tươi một phiến, xương cốt, bắp thịt, thậm chí nội tạng, đều ở đây dưới cự lực chấn vỡ, bạo tán, vậy cầm kiếm tay phải, lúc này, lại là trống trơn như vậy, hoàn toàn biến mất. Huyết sắc này bóng người, bất ngờ chính là tiêu báo. Nhìn tiêu báo hình dáng, mọi người cũng không nhịn được, nuốt từng ngụm nước bọt, thê thảm. Quá thê thảm. Vậy. Nhưng mà một người có thượng cổ thần thể thứ ba thần quốc thiên tài yêu nghiệt à, hôm nay, nhưng thành bùn nát vậy. Đúng như Diệp Thần nói, vô cùng thê thảm. Trong đại điện, lâm vào một hồi tĩnh mịch. Cho dù bọn họ trong lòng, đã sớm âm thầm dương cao đối với Diệp Thần thực lực mong đợi, có thể, vẫn là lần nữa bị rung động đến. Một kiếm, trong nháy mắt giết tiêu báo. Thực lực này, vậy hỗn độn cảnh hậu kỳ thu võ người, cũng chưa chắc làm được à. Diệp Thần, so với ở thần nguyên bí cảnh lúc đó, đã sớm cường hãn vô số lần. Ngày đó cái đó không sợ hãi, rung động bảy nước chiến thần, lại trở về. Mà thứ ba thần quốc người bảo vệ Triệu Quang, đã là bị sợ được sụi lơ trên đất, lật đật hướng tiêu báo leo đi, chữa thương cho hắn. Diệp Thần mặt không cảm giác, tiêu báo thực lực, coi như không tệ, nhưng, đối mặt mình kém được quá xa. Ban đầu giao thủ thanh đế cũng so người này mạnh trăm lần. Mới vừa rồi một kiếm kia, chính là Diệp Thần toàn bộ thực lực sao? Tự nhiên không phải. Chỉ có tốc độ, là vô dụng, đối phó tiêu báo, hắn thậm chí cả ngày yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, cũng không có đụng tới. Diệp Thần ngưng mắt nhìn sắc mặt đã biến thành ngưng trọng Phong Thiếu Vũ, rét lạnh mở miệng nói, hiện tại, người còn cho rằng, ta là ở gắn sao? Phong Thiếu Vũ nghe vậy, tức giận ở máu bên trong kích động, cơ hồ phải đem xương thịt dẫn hỏa, hắn cả người mạch máu nổ lên, trong mắt bên trong, bạc mang bạo tránh, chợt quát lên. Rác rưởi, người lấy là giết một cái tiêu báo, liền nghịch thiên.
khiêu khích bổn công tử, cũng cho ta đi chết. Diệp Thần thực lực, quả thật xa xa vượt quá hắn dự liệu, nhưng... còn không có đột phá phong thiếu vũ suy nghĩ, Diệp Thần một kiếm kia, mặc dù khủng bố, có thể hắn có tự tin, một kiếm kia, thì không cách nào chiến thắng hắn phong thiếu vũ. Trong nháy mắt, phong thiếu vũ hỗn độn cảnh 9 tầng trời tuyệt cường khí tức như biển gầm vậy mãnh liệt ra, thần minh bên trong mọi người, trong chốc lát, trong lòng cũng phảng phất gặp phải sét đánh vậy, vô cùng chấn động tùng. Hỗn độn cảnh 9 tầng trời, cùng hỗn độn cảnh tầng 8 trời, mặc dù, chỉ kém một cảnh giới, nhưng là, thực lực nhưng là khác xa lắc xa lơ à. Hỗn độn cảnh tầng thứ này, mỗi một cảnh giới chênh lệch, đều là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, không chỉ là vậy khí tức kinh khủng, phong thiếu vũ quanh thân, ngay tức thì bạc mang lớn thả, một đạo đậm đà ánh sáng bạc, trùm lên phong thiếu vũ bề mặt bên trên, biến thành một đạo màu bạc giáp chiến đấu. Trong chốc lát, phong thiếu vũ trong cơ thể, lại là bạo phát ra một cổ vô cùng là mãnh liệt thần tính hơi thở. Lúc này phong thiếu vũ, liền giống như thiên thần hạ xuống vậy, cho dù là các nước chí cường võ giả, trong lòng đều là không khỏi sinh ra một cổ màng tới bái cảm. Diệp Thần 7 tầng huyết quang bên trong, cũng có nồng nặc thần tính, nhưng là, so với phong thiếu vũ, lại là có chênh lệch không nhỏ. Chỉ là, Diệp Thần thần tính, mặc dù độ dày không đạt tới phong thiếu vũ, nhưng, tựa hồ hơn nữa thuần túy. Mọi người trong mắt run rẩy, đây chính là trong truyền thuyết thần tướng huyết mạch. Cái này phong thiếu vũ, thà nói là nhân tộc, không bằng nói, lúc này kích hoạt huyết mạch hắn, càng tiếp cận với thần tộc à. Vì sao vị thần tướng? Thần tướng, là một loại tiếp cận với bán thần tồn tại, bọn họ tổ tiên có thể, nguyên bản chính là có vừa định thần tộc huyết mạch hỗn huyết hậu duệ, mà thần tộc vì kích thích những thứ này hậu duệ trong cơ thể máu thần lực lượng, đối với bọn họ thân thể, tiến hành sửa đổi. Đem bọn họ huyết mạch, tăng lên tới bán thần tầng thứ, trong thời gian ngắn, thực lực bạo tăng, nhưng, như vậy sửa đổi, vậy trình độ nhất định hạn chế thần tướng tiềm lực. Mà đây đi qua sửa đổi sau thần tướng huyết mạch, giống vậy, có thể lưu truyền xuống. Phong thiếu vũ trong cơ thể, hiển nhiên liền có thần tướng huyết mạch, ở căn nguyên lực dưới sự kích thích, kích hoạt. Cái này thần tướng huyết mạch, cho dù hạn chế nhất định tiềm lực, nhưng, tổng thể mà nói, nhưng là vô cùng là cao đẳng huyết mạch à, xa xa so tiêu báo thiên tốc thân thể, mạnh mẽ được nhiều, bởi vì, thần tướng huyết mạch, là toàn phương vị biên độ lớn tăng lên. Kích phát thần tướng huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt, phong thiếu vũ có một loại giơ tay lên gian có thể làm tinh thần rơi xuống cảm giác, vậy, là thực lực bạo tăng sau đó, mang đến tự tin. Lúc này, phong thiếu vũ trên gương mặt, hòa lẫn cực hạn kiêu ngạo cùng thần tướng uy nghiêm, hướng Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, hiện tại, đối mặt bổn công tử, người còn có thể cuồng được sao? Ta tổ tiên, có từng là một người luân hồi đứng đầu bên người thần tướng. Cố nhiên thân phận không cao, nhưng đủ để cho tất cả mọi người ngửa mặt trông lên. Dứt lời, hắn hai tay cầm một chuôi phương thiên kích, mọi người nhìn về phía vậy phương thiên kích, không khỏi lại là con ngươi co rúm một cái. Phương này thiên kích, bất ngờ là một chuôi thượng cổ vật. Thượng cổ vật, cho dù là tất cả nước chí cường, cũng rất khó có siêu cường võ cái à. Phong thiếu vũ, không chỉ có cực hạn thần tướng huyết mạch, kinh thiên tu vi, còn có thượng cổ vật. Lúc này, phong thiếu vũ cả người bạc mũi nhọn mục, thần uy kinh trời, khẽ quát một tiếng, một kích hướng Diệp Thần công tới. Tuyệt mệnh kích ý, tràn ngập hư không, trong chốc lát, thiên địa bên trong, tựa như chỉ còn lại có cái này một chuôi ánh sáng bạc lượn lờ, ngưng tụ vô cùng uy thế đại kích. Cho dù là thứ nhất thần quốc, vậy mạnh mẽ vô cùng võ đạo quy luật, đều ở đây cái này một kích bên trong run rẩy. Mọi người chung quanh, ở nơi này kinh thiên một kích dưới sự uy áp, lại là rối rít đổ lùi lại mấy bước, cho dù là tất cả nước chí cường, đều không cách nào chịu đựng. Bọn họ mặt hiện kinh hãi ý nhìn về phía cái này một kích, cả người toát ra mồ hôi lạnh, nếu như chính bọn họ, trực diện cái này một kích mà nói, sợ rằng, chỉ có một cái khả năng. Vậy, chính là chết. Quá mạnh mẽ. Kinh khủng như vậy một kích, Diệp Thần, có thể ngăn cản sao? Diệp Thần híp đôi mắt một cái, ngưng trọng mấy phần. Đối phương rất mạnh, mặc dù vẫn là so Thanh Đế yếu đi rất nhiều. Nhưng Thanh Đế thất bại là bởi vì có huyết long và ma đế lực lượng đối với mình gia trì.
Hiện tại hắn không có, chỉ có thể dùng mình toàn bộ thực lực bùng nổ. Cũng may, trải qua Thanh Đế đánh một trận, hắn thực lực tăng trưởng không thiếu. Diệp Thần cả người 7 tầng huyết quang bùng nổ, sát kiếm trên màu máu phủ văn, cũng càng thêm chói mắt, cực sát chi khí, cuồn cuộn như rồng. Hắn bắp thịt rung động, đem lực lượng toàn thân, toàn bộ ngưng tụ vào trường kiếm trong tay bên trên, hung hăng một kiếm, hướng Phong Thiếu Vũ công tới phương thiên kích chém tới. Chân võ ý, hóa thành điểm điểm tinh quang, lượn lờ ở trên trường kiếm. Ầm một tiếng vang thật lớn, đao kích giao nhau, giống như ngôi sao mới bùng nổ mãnh liệt ánh sáng, tràn ngập thiên địa, toàn bộ thứ nhất thần quốc thần minh người lân cận, cũng là rung động, ở thần minh chỗ phương hướng, lại là bạo phát ra một hồi vô cùng tia sáng chói mắt. Mà do thần minh sử dụng cực phẩm vật liệu, chuyên tâm chế tạo, càng có vô số trận pháp gia trì đại điện, rốt cuộc ở nơi này ánh sáng mạnh bên trong, biến thành phế tích. Cốc cốc cốc, kiếm kích đánh nhau, Phong Thiếu Vũ không nhúc nhích tí nào, mà Diệp Thần, nhưng là chợt đổ bước lui ra lên 10 bước, thậm chí, liền khóe miệng, đều là tràn ra một vòi máu tươi. Mọi người sắc mặt một hồi sợ hãi. Diệp Thần, lại bị áp chế. Quả nhiên, mạnh như Diệp Thần, đối mặt Phong Thiếu Vũ thần tướng thân thể, vẫn là quá miễn cưỡng. Phong Thiếu Vũ thấy vậy, trên mặt, hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, hét lớn, ha 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 ha, thằng nhóc, ngươi không phải ngông cuồng sao? Tiếp theo ngông cuồng à? Tiếp theo gắn à? Làm sao, không chứa được sao? Diệp Thần một kích này dưới, hạ xuống hạ phong, nhưng là thờ ơ lau mép một cái vết máu, sắc mặt rửng rưng nhìn Phong Thiếu Vũ nói, nếu như ngươi hiện tại, quỳ xuống cho Lan Tâm nói xin lỗi. Có lẽ, ta còn có thể không đem ngươi đánh được thảm như vậy. Trong phế tích, lại là một hồi tĩnh mịch. Mọi người, cũng là không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Nhất kích dưới, bị Phong Thiếu Vũ áp chế, Diệp Thần cuồng, không chỉ không có chút nào thu liếm, ngược lại, còn giống như là muốn tệ hại hơn. Bọn họ biết Diệp Thần không sợ chết, biết Diệp Thần kiêu ngạo, nhưng, không nghĩ tới đến loại trình độ này à. Mà Phong Thiếu Vũ, cặp mắt bên trong, chính là hiện đầy tia máu, răng cắn được rắc rắc vang dội, vô cùng dữ tợn, thằng nhóc này, lại đôi ba lần xúc phạm mình, đánh mình mặt. Diệp Thần, tại sao đến bây giờ còn bất khuất phục à? Phong Thiếu Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, tay cầm phương thiên kích, thân hình động một cái, lần nữa hướng Diệp Thần công tới, Diệp Thần cả người cự lực dâng trào, khua kiếm ngăn cản, kiếm kích liền liền đánh nhau, hư không bể tan thành, thần minh bên trong pháp trận phòng ngự. Thậm chí cũng mở ra. Nếu không, sợ rằng sẽ ở hai người công kích dưới, hoàn toàn sụp đổ. Trong hư không, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, một người tiên phong đạo cốt ông già, hắn là thứ nhất thần quốc thần minh minh chủ, tên là Qua Sán, mà đứng ở Qua Sán bên cạnh, là một người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này, bất ngờ là đã từng ở trung chuyển không gian gặp qua Diệp Thần thần minh thanh niên Tống Kim Nghĩa. Tống Kim Nghĩa có thể cùng thần minh minh chủ đứng sóng vai, hiển nhiên, người phần cũng không phải là trung chuyển không gian tiếp đãi đơn giản như vậy. Qua Sán cùng Tống Kim Nghĩa, mắt nhìn xuống phía dưới Phong Thiếu Vũ cùng Diệp Thần chiến đấu, Qua Sán không khỏi được cười khổ một tiếng nói, quả nhiên, những thứ này tâm cao khí ngạo tiểu tử, vẫn là đánh nhau. Hắn biết, tất cả đại thần nước thiên tài, đều là vô cùng là ngạo nghễ tồn tại, phát sinh mâu thuẫn, cũng không ngoài suy đoán. Chỉ là, bọn họ cái này một đánh, có thể nói là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, lại đánh như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng liền thần minh đại trận, cũng không che chở được chỗ này tổng bộ. Qua Sán thở dài một cái, ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, cái này thứ bảy thần quốc người tuổi trẻ, không hổ là chém giết khổng tiên tồn tại, tu võ thiên phú, vạn cổ hiếm thấy. Bất quá chạm ách cảnh. Liền có thể so với hỗn độn cầm tầng 8 tầng 9 thiên thực lực, là ta đời người ước chừng gặp, chỉ tiếc, người này thật ngông cuồng ngạo, quá không biết tiến thối, tương lai chưa chắc có thể thành đại khí. Qua Sán trong mắt, thoáng qua một đạo tràn đầy cơ trí sạch bóng, chấm điểm nói, mục tú tại lâm phong tất tổ chi đạo lý, vạn cổ không thay đổi, cái này Diệp Thần quá kiên cường. Tu võ người ngạo, là chuyện tốt, nhưng mà, cũng không thể quá mù quáng. Tại chưa có hoàn toàn lớn lên trước, phải có hạn độ, nếu không, cho dù tu võ thiên phú khá hơn nữa, cũng không có tương lai. Hắn thực lực tuy mạnh, có thể so với Chi Phong Thiếu Vũ, còn có chênh lệch, nhưng là,
cho dù ở phong thiếu vũ kích thích thần tướng thân thể sau đó, hắn nhưng vẫn muốn cậy mạnh. Qua Sán lắc đầu nói, liền cơ bản phán đoán thế cục, phân tích mạnh yếu ánh mắt cũng không có, cái này Diệp Thần tu võ thiên phú tuy tốt, có thể những phương diện khác, quá kém. Qua Sán một phen phân tích sau đó, tự giác khá là hài lòng, đây là hắn căn cứ mấy chục ngàn năm tới kinh nghiệm, cho ra kết luận, hắn hoàn toàn không coi trọng Diệp Thần. Tu võ người, cũng không phải là chỉ có tu võ thiên phú đã đủ. Dứt lời, hắn không khỏi được nhìn về phía Tống Kim Nghĩa, mỉm cười nói, Kim Nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Kim Nghĩa ánh mắt chớp động, không chút do dự nói, thắng, sẽ là Diệp Thần. Cái gì? Qua Sán cả kinh, mặt hiện vẻ khó tin nói, làm sao có thể? Hắn nhìn hai người chiến đấu nói, cái này Diệp Thần, hoàn toàn bị áp chế đánh à. Cũng chính là dựa vào mạnh mẽ thể chất, đang chống cự thôi, nhưng là, hắn có thể vác bao lâu? Một chiêu kém, từng chiêu kém, đối mặt phong thiếu vũ tầng thứ này tu võ người, Diệp Thần, hẳn đã không có lật bàn khả năng mới đúng a. Tống Kim Nghĩa nhưng là khá là khẳng định cười một tiếng nói, đó là bởi vì, Diệp Thần còn không có thi triển toàn lực. Hiện tại, cũng không phải là Diệp Thần toàn lực. Qua Sán lúc này, đã là mặt đầy vẻ kinh hãi. Còn không có thi triển toàn lực. Đối mặt phong thiếu vũ, lại vẫn không có thi triển toàn lực. Cho dù lời này, xuất từ Tống Kim Nghĩa trong miệng, hắn đều có điểm không thể nào tin nổi. Bất quá, hắn không có phản bác, sự thật như thế nào, nhìn tiếp cũng biết. Vậy ngay tại lúc này, lại là ầm một tiếng vang thật lớn, mà Diệp Thần thân thể, bị phong thiếu vũ một kích càn quét, đập được đảo phi nhi xuất, đem một nơi tường cao đụng được nghiền. Diệp Thần từ bụi khói bên trong đứng dậy, chỉ gặp lúc này, Diệp Thần hơi thở dốc, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, thắt lưng bên trên, bị cái này một kích, quét ra một cái vô cùng dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ròng. Đồ Lan Tâm thấy vậy, vô cùng nóng nảy, lo âu kinh hô một tiếng nói, Diệp Thần, người như thế nào? Mọi người thấy vậy, cũng là mặt hiện sợ hãi rung động vẻ, kinh khủng như vậy thương thế, Diệp Thần còn có thể đứng lên, đã là không thể tưởng tượng nổi. Nặng như vậy tổn thương, cho dù hỗn độn cảnh võ giả, cũng không cách nào tiếp nhận, có thể gặp Diệp Thần sinh mệnh lực, cường hãn dường nào. Bất quá, mọi người ánh mắt buồn bã, mạnh hơn đi nữa, vậy đến đây chấm dứt. Nguyên bản, Diệp Thần liền bị phong thiếu vũ áp chế, hiện tại, lại bị như vậy trọng thương, cho dù Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh hơn đi nữa, cũng không khả năng không bị ảnh hưởng, chiến đấu thăng bằng, thì phải bị đánh vỡ, thắng lợi. Đem hướng phong thiếu vũ thật nhanh nghiêng. Audio điện tử võ tấn bền. Mọi người không khỏi, cảm thấy có chút thất lạc, cái này từng để cho bọn họ vô cùng rung động, thần nguyên trong bí cảnh tuyệt thế chiến thần, giống như bất bại thần thoại vậy tồn tại, rốt cuộc, cũng phải nghênh đón chung kết sao. Diệp Thần truyền thuyết, chẳng lẽ liền phải ở chỗ này, trên bức tranh số câu. Mà phong thiếu vũ... cũng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười to nói, thằng nhóc, mới vừa rồi, không phải rất phách lối, để cho bổn công tử quỳ xuống sao? Làm sao, bị thương thành bộ dáng này, thiếu chút nữa đều phải bị bổn công tử, chặn ngang chặt đứt chứ? Cái này thảm trạng, còn muốn cho bổn công tử quỳ xuống? Thật ra thì, phong thiếu vũ trong lòng, cũng là lăn lộn không ngừng, hắn căn bản không nghĩ tới. Diệp Thần lại có thể chống đỡ lâu như vậy, thậm chí, thiếu chút nữa đều phải bắt đầu luống cuống. Cũng may, phế vật này, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Trời cao bên trong Qua Sán thấy vậy, vuốt râu cười một tiếng nói, ha ha ha, Kim Nghĩa, xem ra, liền ngươi cũng có xem nhìn sót thời điểm à. Diệp Thần cái trạng thái này, cho dù còn có cái gì ẩn núp hậu thủ, cũng không khả năng phiên bản chứ. Một hồi. Nếu như phong thiếu vũ hạ tử thủ nói, ta ngươi hai người, còn phải ra tay ngăn trở, nói thế nào đi nữa, không thể để cho tới giúp ta thứ nhất thần quốc đòi ma tất cả đại thần nước trí cường, chết ở ta thần minh bên trong. Tống Kim Nghĩa nghe vậy, nhưng là cười không nói, hắn biết, bọn họ chân chính hẳn lo lắng chính là phong thiếu vũ. Mà lúc này, phong thiếu vũ, động. Hắn cả người bạc mang bạo tránh, thậm chí so với trước đó, còn muốn hơn nữa chói mắt một phần. Trong cơ thể thần tính hơi thở, bộc phát đậm đà, phong thiếu vũ lại là cực hạn bùng nổ, phải lấy chí cường nhất kích, không cho Diệp Thần chút nào thở dốc cơ hội. Nháy mắt tức thì,
bạc mang chói lọi thiên địa, thần uy mãnh liệt dâng trào, Phong Thiếu Vũ thân hình ở đó cuồn cuộn bạc mang bên trong, cũng ngay tức thì cao lớn, giống như chân chính thần tướng xuống thế vậy, không thể ngăn trở. Trong tay phương thiên kích bên trên, chân võ ý lượn lờ, mang trấn áp thế gian khí thế, hướng Diệp Thần hung hăng chém xuống. Thượng cổ vật trường kích bên trên, ánh sáng bạc như rồng, phù văn lăn lộn, một kích này phảng phất có thể đem toàn bộ thứ nhất thần quốc, cũng chém thành hai khúc. Hư không bể tan tành, gió lớn gào thét, thiên địa làm biến sắc. Như vậy sợ hãi một kích, để cho trời cao bên trong qua sán, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thần sắc vô cùng khẩn trương, cả người linh lực kích động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Liền liền cái này thứ nhất thần quốc thần minh minh chủ, cũng không có lòng tin, ở một kích này dưới, 100% cứu Diệp Thần à. Nhưng quỷ dị chính là, đối mặt cái này kinh thế một kích, Diệp Thần nhưng vẫn một bộ mây thưa gió nhẹ thần sắc. Hắn ánh mắt hơi chớp động, nhẹ giọng nói, xem ra hỗn độn 9 tầng trời, cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn sở dĩ, cùng Phong Thiếu Vũ chiến đấu lâu như vậy, nhưng thủy chung không có kích thích luân hồi huyết mạch và thiên yêu thân thể, chính là bởi vì, hắn muốn thử một chút, mình có ở đây không thi triển luân hồi huyết mạch và thiên yêu thân thể dưới tình huống, cực hạn ở nơi nào. Thiên yêu thân thể, dẫu sao tiêu hao quá lớn, không có thể tùy ý sử dụng, mà ngày mai, bọn họ đem rất có thể phải đối mặt quỷ dị kia ma hồn, cũng không ai có thể bảo đảm, biết hay không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dưới tình huống này, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần sẽ tận lực gìn giữ thực lực. Cho nên, hắn liền phải biết, mình hôm nay cực hạn chỗ. Thông qua cùng Phong Thiếu Vũ đánh một trận, xem ra, có ở đây không thi triển thiên yêu thân thể dưới tình huống. Diệp Thần có hỗn độn cảnh tầng 8 thiên thực lực, khoảng cách hỗn độn cảnh 9 tầng trời, còn thiếu từng tia. Còn nếu là kích thích thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, Diệp Thần có tự tin, đối kháng hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Có thể đây là, mọi người nhưng không biết Diệp Thần đang suy nghĩ gì à. Đồ Lan Tâm mặt đẹp tái nhợt khẽ kêu nói, Diệp Thần, mau tránh ra à. Mọi người cũng là thần sắc một phiến kinh hãi, Diệp Thần. Đây là bị sợ choáng váng sao? Vẫn là liền né tránh lực lượng, cũng không có. Qua sán cũng là sắc mặt cuồng biến, kinh hô, thằng nhóc này, rốt cuộc đang làm gì à? Nếu như Diệp Thần chút nào không chống cự, hắn vậy không thể nào ở nơi này một kích dưới, cứu Diệp Thần à? Mà Phong Thiếu Vũ, chính là mặt hiện sảng khoái, được như ý vẻ, ở trước mặt lão tử gắn. Cuồng, ha ha, người quả thật rất mạnh, rất có thiên phú. Nhưng, ngày hôm nay, lão tử thì phải hoàn toàn phế ngươi, để cho ngươi thiên tài đổi phế vật. Chỉ có Tống Kim Nghĩa trên gương mặt, hiện ra một chút thần bí mỉm cười, mắt trung thần quang, càng ngày càng dồi dào. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, một cổ cực kỳ kinh khủng hơi thở, phóng lên cao, tràn ngập toàn bộ thần minh. Nguyên bản, Phong Thiếu Vũ tản ra kinh thiên thần ý, lại là bị hơi thở kia, ngay tức thì trấn áp thay thế. Tất cả mọi người, đều là làm sững sốt một chút. Hơi thở này, là cái gì? Tựa như, là từ Diệp Thần trên mình tản mát ra. Mà lúc này, Diệp Thần đã thân hình đại biến, dương cao đến mấy phần, vậy tùy ý tóc, hóa là đỏ tươi vẻ. Bộ dáng kia, thật là không giống như là tộc người à. Thấy Diệp Thần thân hình biến hóa, mọi người, chợt giật mình tỉnh lại. Hơi thở này, là yêu khí. Vô cùng khủng bố, cho dù là thần minh minh chủ qua sán, cũng làm hơi run mình mông yêu khí. Không biết, đều phải cầm lúc này thần minh, làm là vạn yêu thần cũng. Diệp Thần một người, liền tản mát ra đủ để sánh bằng hàng tỷ yêu tộc như hải yêu khí à. Càng sợ hãi phải, Diệp Thần giữa eo vậy đạo giữ tợn vết thương, ở hắn hóa thân là hiện tại cái này tư thái lúc đó, lại là nhanh chóng khép lại. Liền từng tia vết thương. Cũng không có để lại khép lại. Vậy, nhưng mà ẩn chứa thần tính lực nhất kích, cho dù hỗn độn cảnh thể tu, đều cần mấy chục trời, thậm chí còn mấy tháng thời gian, tới khôi phục chứ. Diệp Thần lúc này sinh mệnh lực, kết quả chấn động tủng đến hạng tầng thứ à. Phong Thiếu Vũ, lúc này cũng là sắc mặt cuồng biến, cả người máu tươi, đều bắt đầu thiêu đốt, trong tay phương thiên kích lên, dạo rực ra một tầng huyết quang. Một kích này, đã vượt quá cực hạn, thậm chí, đến có thể tổn thương đạt tới Phong Thiếu Vũ tu võ căn cơ bước. Nhưng lúc này,
hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hóa thân là trời yêu trạng thái Diệp Thần, cho hắn một loại vô cùng là nguy hiểm, cảm giác cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, lúc này hắn vậy ánh sáng bạc lóng lánh thức hải bên trong, đều đã bị một tầng chết bóng mờ bao trùm. Không thể cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội. Nếu không, mình liền nguy hiểm à. Có thể Diệp Thần khóe miệng giễu cợt nụ cười, nhưng là bộc phát nồng nặc, một khắc sau, Diệp Thần bỗng nhiên động một cái. Vượt qua hết thảy lực lượng cuồng bạo, giống như diệt thế bão tố vậy cuộn sạch ra, cuồn cuộn linh lực, điên cuồng bơm vào tại trong tay sát kiếm. Sát kiếm bên trên, nguyên bản cũng đã vô cùng đậm đà huyết quang, giờ khắc này, cơ hồ biến thành thực chất. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chân võ ý lượn lờ, kiếm quang dâng trào như biển, cùng vậy kinh thiên cự lực, hòa làm một thể, một kiếm này chém ra, toàn bộ thứ nhất thần quốc chỗ ở không gian, cũng làm vặn vẹo, hỗn loạn liền một chút, vô số võ giả, trong lòng không khỏi cũng xông ra một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thoáng qua bây giờ, một kiếm này, cùng Phong Thiếu Vũ vậy kinh thiên một kích, ầm ầm đụng nhau. Cuồn cuộn đợt khí, vỡ đằng lăn lộn, giống như bị nhốt vạn năm dù sao cũng rồng hung ác, về lại tự do vậy, đánh thẳng vào chung quanh hết thảy. Thần minh hộ vệ đại trận, ánh sáng bạo tránh, lại là trong chốc lát, không cách nào chịu đựng vậy cường đại áp lực, nổ tung mở ra. Một đạo thân ảnh, bạo lui ra, cả người ánh sáng bạc khôi giáp bên trên, hiện ra vô số đạo vết rách, máu tươi, từ hắn thất khiếu bên trong. Điên cuồng xông ra, chính là Phong Thiếu Vũ. Lúc này Phong Thiếu Vũ, trong mắt, đã là một phiến thuần túy vẻ hoảng sợ, vốn là tự tin, kiêu ngạo, tàn nhẫn, lại là bị một kiếm này, đánh được không còn gì vô tồn. Mấu chốt, hắn phát hiện mình thần tướng thân thể đang cảm thụ đến Diệp Thần hơi thở lúc đó, lại rút lui. Như vậy cũng tốt xem mình dẫn lấy làm hãnh diện huyết mạch và thần thể cũng sợ hãi trước mặt người đàn ông này. Làm sao có thể? Trước mặt người đàn ông bất quá là một cái chảm ách cảnh tiểu tử à? Cũng không phải là luân hồi đứng đầu. Một kiếm này bên trong, làm sao có thể cũng như này rung động lực lượng? Mọi người, đều là một hồi kinh ngạc. Đứng ở phế tích cùng trong hư không, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Óc đã xu hướng tại hỗn loạn, thần hồn đều phải phiêu tán, hoàn toàn không cách nào suy tư à? Thậm chí, chấn động tùng. Kích thích đến ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Phong Thiếu Vũ, lại bị Diệp Thần kiếm áp chế. Hơn nữa, cái này áp chế, có thể so với ban đầu, Phong Thiếu Vũ đối với Diệp Thần áp chế, mạnh mẽ quá nhiều à? Huống chi, mới vừa rồi, vẫn là Phong Thiếu Vũ thiêu đốt căn nguyên dưới liều mãng nhất kích. Vẫn còn là bại được như vậy hoàn toàn. Thuyết minh hai người bây giờ, thực lực sai biệt. Giống như Thiên Uyên. Trong hư không Tống Kim Nghĩa, nhìn một cái bên người đã hai mắt đăm đăm, giống như người già si ngốc giống vậy qua sán, mỉm cười nói, qua lão, trên thế giới này, tổng có một ít người, thì không cách nào lấy kinh nghiệm, lẽ thường đi cân nhắc. Diệp Thần, chính là loại người này. Sớm ở trung chuyển không gian lúc đó, Tống Kim Nghĩa, liền có một loại như vậy cảm giác. Hắn có một loại có thể dò ngó gặp người khác bản chất. Chân thật năng lực đặc thù, nhiều năm qua, bất luận kinh khủng dường nào cường giả, ở Tống Kim Nghĩa trước mặt, nhưng cũng không có làm cho hắn biết bao rung động, bởi vì, hắn sớm thành thói quen. Cho đến vậy trời, gặp Diệp Thần. Tống Kim Nghĩa thần sắc bên trên, mặc dù không có biểu hiện ra, bên trong tim, nhưng là sóng gió kinh hoàng. Diệp Thần cho hắn cảm giác, giống như một tòa vực sâu. Một tòa, sâu vực sâu không thấy đáy. Cái này, là Tống Kim Nghĩa lần đầu tiên trong đời, đụng gặp liền hắn, vậy nhìn không thấu tồn tại à. Từ một khắc đó trở đi, Tống Kim Nghĩa liền biết, trước mắt tên nam tử này tử, đem sẽ lưu lại bất hủ truyền thuyết, một cái xuyên qua thất đại thần quốc, vạn thế bất diệt truyền thuyết. Mà một bên qua sán, đây là mới hoàn hồn lại, nét mặt già nua bên trên, không khỏi được hiện lên một hồi vẻ lúng túng. Mới vừa rồi, hắn chính ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn. Không coi trọng Diệp Thần, một phen như đinh chém sắt phán xét. Có thể nhanh như vậy, liền bị mất mặt. Qua sán, thật là cũng muốn tìm một động chui vào. Đây là, Tống Kim Nghĩa lần nữa mở miệng nói, qua lão, chuẩn bị sẵn sàng, Phong Thiếu Vũ, nguy hiểm.
Qua Sán mặt đầy vẻ chỉnh trọng hơi gật đầu một cái, Diệp Thần biến thân sau thực lực chân thật, quá kinh khủng, hắn biết mình cùng Tống Kim Nghĩa, phải toàn bộ tinh thần chăm chú, nếu không, Phong Thiếu Vũ, liền hết cứu. Trong phế tích, mặt lộ vẻ nụ cười Diệp Thần, cân nhắc đánh giá một mặt không thể tin Phong Thiếu Vũ, đột nhiên, thân hình chớp mắt. Tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, lại là vượt xa có thiên tốc thân thể tiêu báo. Phong Thiếu Vũ sắc mặt cuồng biến, thức hải bên trong ánh sáng bạc bạo tránh, vô cùng là miễn cưỡng mới bắt được một chút bóng dáng, đem hết toàn lực, tay cầm phương thiên kích, hướng cái hướng kia, Phong trở đi. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, lần này, Phong Thiếu Vũ vậy cầm phương thiên kích hai tay, cũng làm rung động, hắn lực lượng ở biến mất, mình lực lượng lại bị thu hồi. Hắn cảnh giới lại là quỷ dị ngã xuống. Đây rốt cuộc cái quỷ gì à? Một khắc sau, xương máu bạo tán, xương tay vỡ vụn, bắp thịt tàn tạ. Phong Thiếu Vũ kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược, có thể làm sao chạy thoát. Một đạo dùng mình, chợt ở Phong Thiếu Vũ trên sống lưng hiện lên. Lúc này Diệp Thần, đã im hơi lặng tiếng, xuất hiện ở Phong Thiếu Vũ sau lưng. Hắn gương mặt bên trên, hiện lên lau một cái tà tính nụ cười, trường kiếm trong tay, thì phải ngay đầu chém xuống. Không. Phong Thiếu Vũ nghiêng đầu liếc về gặp một màn này, không khỏi được phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết. Mọi người con người có giúp một cái, Phong Thiếu Vũ, lại là ở cái này trạng thái quỷ dị Diệp Thần trong tay, liền ba chiêu, cũng không nhịn được. Quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh trước mắt, xuất hiện ở Diệp Thần trước người, một kiếm này lực, ở hai người ngăn cản dưới, lại là phát ra một hồi quỷ dị vặn vẹo, ầm một tiếng nổ vang, Tống Kim Nghĩa. Qua Sán, cùng với Phong Thiếu Vũ, đều là bị oanh kích lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần thần sắc động một cái, mới vừa rồi, Tống Kim Nghĩa cùng Qua Sán liên thủ nhất kích, tựa hồ, làm kiếm của mình chỉ có nơi thiên chuyển, cho nên cũng không có hoàn toàn đem lực lượng khơi thông ở Phong Thiếu Vũ trên mình. Bất quá, may là như vậy. Vậy bị vặn vẹo sau kiếm quang, vẫn đem ba người đẩy lui, Tống Kim Nghĩa, Qua Sán ngược lại vẫn tốt. Chỉ là khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi, dẫu sao, bọn họ chưa có hoàn toàn ngăn cản, chỉ là đem Diệp Thần kiếm quang vặn vẹo mà thôi. Nhưng, Phong Thiếu Vũ, thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Phong Thiếu Vũ ngã nằm dưới đất, sau lưng là một đạo vô cùng là dữ tợn vết kiếm, cơ hồ đem toàn bộ phần lưng biến dạng, xương, nội tạng, cũng bể nát. Hắn cả người, đều bị máu tươi nhuộm đỏ, ngã nằm dưới đất, thoi thóp. Cho dù kiếm quang kia lực lượng, chưa có hoàn toàn phát huy, vẫn đem Phong Thiếu Vũ, chém thành trọng thương sắp chết. Qua Sán miễn cưỡng chất lên một nụ cười châm biếm, có chút hoảng sợ đối với Diệp Thần nói, Diệp công tử, mọi người đều là tới thứ nhất thần quốc đòi ma, xin dĩ hòa vi quý. Hắn cùng Tống Kim Nghĩa liên thủ rời đi lực lượng, lại, còn bị thương. Diệp Thần quét Qua Sán một mắt, không có nói gì, mà là từng bước một. Hướng Phong Thiếu Vũ đi tới. Tống Kim Nghĩa cùng Qua Sán thấy vậy, đều là sắc mặt căng thẳng. Nếu như Diệp Thần cố ý muốn giết Phong Thiếu Vũ, bằng bọn họ, sợ rằng không cách nào ngăn cản. Mà nguyên bản, đã xu hướng tại hôn mê Phong Thiếu Vũ, thấy một màn này, hù được cả người giật mình một cái, điên cuồng cầu xin tha thứ, Diệp công tử. Ta sai rồi, ta cho đồ tiên tử nói xin lỗi, để cho ta quỳ xuống đều được. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đây là, Đồ Lan Tâm thân hình trước mắt, đi tới Diệp Thần trước người, dừng lại Diệp Thần, đối với hắn lắc lắc đầu nói, Diệp Thần, ta không có sao, nếu hắn đã như vậy, coi như xong đi, dẫu sao, hắn cũng coi là đòi ma chiến lực, lần này chúng ta tới thứ nhất thần quốc, vẫn là lấy đòi ma làm trọng. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, lạnh lùng mở miệng nói, lần này, xem ở đồ tiên tử mặt mũi, ta tha ngươi. Vậy chỉ là lần này, trong tương lai, ngươi nếu như lại còn đối với ta thứ bảy người thần quốc chút nào xúc phạm chi tâm, bất luận ngươi ở nơi nào, tất đi giết liền. Diệp Thần lời nói bên trong khí sơ xác tiêu điều, để cho mọi người, cũng làm run lên. Bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm thề, sau này, ở liên quan đến thứ bảy thần quốc trong chuyện, tuyệt không thể chút nào giễu cợt, bất kính. Bởi vì, thứ bảy thần quốc, có một cái Diệp Thần. Một cái vô cùng kinh khủng chiến thần. Mà Tống Kim Nghĩa cùng Qua Sán hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này,
mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Tử Anh vội vàng chạy tới, đỡ dậy Phong Thiếu Vũ, vô cùng cảm kích nhìn Diệp Thần một cái nói, đa tạ Diệp công tử. Phong Thiếu Vũ, bất luận nhân phẩm như thế nào, cũng là nàng thứ hai thần quốc thanh niên ở giữa cường giả đỉnh phong, nếu như hắn thật đã chết rồi, đối với thứ hai thần quốc mà nói, là một cái vô cùng tổn thất to lớn. Mặc dù hiện nay, Phong Thiếu Vũ tổn thương được rất nặng, nhưng, hỗn độn cảnh hậu kỳ võ giả, sinh mệnh lực vô cùng là cường hãn, chỉ cần không chết, cơ hồ đều có thể khôi phục. Bất quá, ngày mai đòi ma chuyến đi, Phong Thiếu Vũ thực lực, sợ rằng phải hạ xuống không ít. Diệp Thần thu sát kiếm, giải trừ thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch trạng thái, xoay người nhìn về phía còn vùi lấp trong đờ đẫn bên trong tất cả đại thần nước Chí Cường cùng người bảo vệ, nhàn nhạt mở miệng nói, xin lỗi, ta tới trễ, chúng ta cũng nên thảo luận một chút ngày mai đòi ma chuyến đi đi. Mọi người nghe vậy, đều là không ngừng bận rộn cung kính kêu, Hôm nay, Diệp Thần, chính là bọn họ lĩnh đội, xứng đáng không thẹn lĩnh đội. Mọi người hướng đại điện đi. Mà Diệp Thần không nhúc nhích thân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thần minh vùng lân cận một tòa lầu cao bên trên. Hắn ở vừa tiến vào thần minh cũng cảm giác được một cổ hơi thở. Phảng phất có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Loại cảm giác này rất khó chịu. Chẳng lẽ là Vạn Pháp Tông, vẫn là Khổng gia, cũng hoặc là Phong Thiếu Vũ sau lưng tồn tại. Bất quá vậy đạo hơi thở tựa hồ cũng không có ác ý. Sợ rằng lần này tới thứ nhất thần quốc, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hướng đại điện đi. Mà giờ khắc này, thần minh vùng lân cận một tòa cắm thẳng vào trời cao cao lầu chi đỉnh. Phiến phiến đỏ linh miếng ngói bên trên, một đầu chân đạp ngọn lửa cự thú ngước đầu, hấp thu thứ nhất thần quốc nhật nguyệt tinh hoa. Mà cự thú bên trên, ngồi một cái quần áo trắng thiếu nữ khăn che mặt. Thiếu nữ quanh thân tản ra cực mạnh khí lạnh, thậm chí cái này tòa lầu cao trên đỏ linh miếng ngói cũng trùm lên liền một tầng hàn sương. Cung chủ, chúng ta là không phải có thể đi, thật vất vả tới thứ nhất thần quốc, ngài sẽ không lại phải trông nom Diệp Thần đi. Bạch Nhi có chút oán trách giọng nói. Các nàng lần này tiến vào thứ nhất thần quốc nhưng mà có việc lớn xử lý. Kết quả cung chủ thời gian đầu tiên lại đến nơi này, hơn nữa, ngẩn ngơ chính là nửa ngày. Ngụy Dĩnh mặt mũi rửng rưng, đưa ra hiện lên một chút dùng mình tay, ta muốn tư liệu, người cha thế nào. Bạch Nhi đem một phần ngọc giản thận trọng đưa tới Ngụy Dĩnh trong tay, cung chủ, ta thông qua một ít đường dây cùng với cung chủ trong nhẫn chữ vật cổ tịch nhớ chuyện bên trong hiểu được, tuyệt hàn đế cung tiêu diệt trước, vậy để mặc cung chủ từng thường xuyên ra vào thứ nhất thần quốc. Hơn nữa. Còn đi qua một chuyến Diệp gia. Còn như trò chuyện cái gì, không người biết được. Còn có một cái địa phương, có chút cổ quái, ở trong cổ tịch, đã từng nhiều lần nhắc tới một cái thứ nhất thần quốc địa phương. Hàn Uyên Phong. Nhưng là chỗ này, ta hỏi thứ nhất thần quốc phần lớn người, đều không từng nghe nói, dù là thiên cơ các cũng không biết nơi đây. Giống như, chỗ này bị người từ trong lịch sử lau đi vậy. Ngụy Dĩnh linh thức nhìn lướt qua trên ngọc giản nội dung, hàn mâu híp lại, đột nhiên, tuyệt hàn trên gương mặt khó khăn được lộ ra một đạo nụ cười. Xem ra, cái này Hàn Uyên Phong, chính là tuyệt hàn đế cung chỗ bí mật. Cùng lúc đó, cửu thiên thần long điện, đáy huyết hồ. Luân hồi tinh thạch mang Hạ Nhược Tuyết chậm rãi dừng lại. Các nàng đã rốt cuộc chỗ sâu nhất. Phơi bày ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt là một tòa phế tích thành. Trong phế tích, tựa như bị người một kiếm chém nửa. Mặt đất chia năm xẻ bảy, bởi vì thời gian lâu dài xa, phân bố rong biển. Cái này, phảng phất là một cái bị quên thành phố. Tinh linh, ngươi nói chính là cái này địa phương. Nơi này và Diệp Thần có quan hệ. Luân hồi tinh thạch trôi lơ lửng ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt, ngưng mắt nhìn hết thảy trước mắt, sau đó mở miệng nói, đúng là nơi này, đã từng có một người cô gái một kiếm chém chết liền một thành. Vô số người chết nơi này. Cái này ở viễn cổ, là cửu thiên thần long điện một tòa đô thành. Hạ Nhược Tuyết đôi mi thanh tú khều một cái này cùng Diệp Thần có quan hệ thế nào? Luân hồi tinh thạch do dự mấy giây, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Hạ Nhược Tuyết phát hiện cái gì, môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, người có phải hay không có cái gì gạt ta? Luân hồi tinh thạch chợt rung thân thể, Tuyết tỷ tỷ, không có đâu. Người đừng hỏi,
có chút có thể nói ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Chúng ta vào đi thôi, nếu như ta đoán không lầm mà nói, đồ đang ở bên trong. Một giây kế tiếp, Hạ Nhược Tuyết và Luân Hồi Tinh Thạch liền hướng bên trong đi. Hạ Nhược Tuyết bước vào trong phế tích, cảm thấy một phiến vắng lặng. Cái này loại vắng lặng cảm giác là tới từ linh hồn chỗ sâu. Hơn nữa, Hạ Nhược Tuyết còn phát hiện mình trong cơ thể máu tươi tựa như bởi vì tiến vào nơi đây náo động. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết con người hơi co lại, một bước 100 mét, đi tới một tòa 20 mét đồ sộ tường trước. Mảnh phế tích này, tất cả nhà cửa cơ hồ đều bị hủy, duy chỉ có cái này đồ sộ tường không có biến hóa chút nào. Không gì phá nổi. Dĩ nhiên, hấp dẫn Hạ Nhược Tuyết không phải chỗ tòa này tường, mà là trên tường hình ảnh. Hình ảnh bên trong, thi thể phân bố. Nhưng có mấy đạo thân ảnh đứng. Trong đó hai đạo, Hạ Nhược Tuyết cực kỳ quen thuộc. Bởi vì một nam một nữ kia, lại và Diệp Thần cùng với Kỳ Tư Thanh có chút tương tự. Mặc dù khí chất không đồng nhất, bề ngoài vậy hơi có chút khác biệt, nhưng là cảm giác không sai được. Trừ hai người ra, còn có một cái cô gái. Vậy trên người cô gái tản ra đế uy, thậm chí ở khí chất lên, để cho Hạ Nhược Tuyết nghĩ đến Hoa Hạ trong lịch sử một nhân vật. Võ Tắc Thiên. Một người cô gái làm sao có thể có cái này loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Trong hình, Kỳ Tư Thanh và Diệp Thần tựa như và cái này cô gái thần bí lời nói trước cái gì. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh trên mình đều mang cực kỳ nặng tổn thương, thậm chí thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà cái đó đế uy người phụ nữ lại không nhiễm một hạt bụi, khóe miệng còn treo một đạo nụ cười thản nhiên. Viễn cổ thời điểm, trong hình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía Luân Hồi Tinh Thạch, mở miệng nói, người phụ nữ này là ai? Nhưng mà, Luân Hồi Tinh Thạch ở nghe được vấn đề này, lại hốt hoảng đến trình độ cao nhất. Thậm chí, Hạ Nhược Tuyết cảm thấy một chút đến từ Luân Hồi Tinh Thạch sợ hãi. Tuyết tỷ tỷ, van cầu ngươi không nên hỏi, ta nếu như tiết lộ người này, ta liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Hạ Nhược Tuyết vậy không bắt buộc, nhưng từ Luân Hồi Tinh Thạch lời nói tới xem, sợ rằng thân phận của người này tuyệt không đơn giản. Có thể ở đó một cường giả mọc như rừng viễn cổ, có như vậy đế uy người phụ nữ, tuyệt đối không phải bây giờ nàng có thể trêu chọc. Đồ ở nơi nào? Hạ Nhược Tuyết nói. Một khắc sau, Luân Hồi Tinh Thạch quanh thân che lấp điểm điểm tinh quang, lại hóa thành một song tinh làm dạng giỡn tay, đi sâu vào Hạ Nhược Tuyết cách đó không xa một cái trung ương phế tích quảng trường. Quảng trường bởi vì trận chiến ấy, xuất hiện một cái giống như vực sâu lỗ lớn. Mấy giây hô hấp, ánh sao chập chờn, một đoàn ngọn lửa u lam xuất hiện. Ngọn lửa vừa ra, toàn bộ phế tích lại tỏa sáng tân sinh vậy. Thậm chí mặt dưới kẽ hở lại mơ hồ có khép lại khuynh hướng. Đây là làm u lam hỏa diễm xuất hiện ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt, Hạ Nhược Tuyết có thể mơ hồ cảm giác được ngọn lửa này mạnh mẽ. Dù là chỉ có một chút, cũng hàm chứa ngút trời oai. Tinh linh lên tiếng, Tuyết tỷ tỷ, đây chính là ngươi cơ duyên, cũng là thuộc về Diệp Thần cơ duyên. Cái này đoàn ngọn lửa kêu Luân Hồi Tinh Diễm, là thế gian chí cường ngọn lửa một trong. Tiếc nuối duy nhất là, đây không phải là căn nguyên, chỉ bất quá một chút. Từ viễn cổ trong đại chiến tàn lưu lại. Nhưng là dù là một chút, dõi mắt hiện tại rất nhiều cường giả, vậy có diệt thế năng lực. Tuyết tỷ tỷ, thời gian kế tiếp, người phải nghĩ biện pháp cầm cái này luân hồi tinh diễm luyện hóa. Người huyết mạch trong cơ thể có một phần chia luân hồi huyết mạch, nó hẳn không sẽ quá bài xích ngươi. Chỉ là, người không phải lửa tu. Luyện hóa cái này loại nghịch thiên cấp ngọn lửa, sẽ thật không dễ chịu, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Hạ Nhược Tuyết trong mắt thoáng qua một chút kiên quyết, trực tiếp ngồi xếp bằng, vừa định nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mi mau khẽ run. Rồi sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Luân Hồi Tinh Thạch, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, cái này Luân Hồi Tinh Diễm căn nguyên, hẳn nắm ở cái đó đế uy trên tay nữ nhân, đúng không? Luân Hồi Tinh Thạch tinh linh ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết lại như vậy thông minh. Nó thở dài một tiếng, mở miệng nói, ừ. Nhưng mà, một khắc sau, Hạ Nhược Tuyết không có hỏi lại cái gì, mà là lựa chọn nhắm mắt. Chuẩn bị luyện hóa như bánh xe hồi tinh diễm. Đã như vậy, ta sẽ không thua nàng. Ta Hạ Nhược Tuyết không chỉ muốn luyện hóa cái này một chút Luân Hồi Tinh Diễm,
ta còn muốn tước đoạt cô gái kia luân hồi tinh diễm căn nguyên. Dứt lời, Hạ Nhược Tuyết trên người vậy mảnh màu máu vảy rồng đột nhiên bùng nổ. Hóa là một đầu ngút trời huyết long, canh giữ ở Hạ Nhược Tuyết quanh thân. Rất hiển nhiên, là muốn là Hạ Nhược Tuyết hộ pháp. Một phiến vô tận trong phế tích. Hạ Nhược Tuyết tròng mắt đóng chặt. Huyết long bàn lượn quanh. Trước người của nàng lơ lửng một đạo hiện lên từng cơn ánh sao, vô cùng thần bí ngọn lửa. Ngọn lửa này nhìn như người vô hại. Thậm chí có chút ảo mộng. Nhưng sử dụng một cái, Hạ Nhược Tuyết trên mặt chính là phân bố mồ hôi hột. Nàng vận dụng hết thảy lực lượng thấm vào trong đó, cố nhiên không có quá mức ngăn trở, nhưng là muốn vào sâu hơn cực kỳ khó khăn. Mấu chốt, Hạ Nhược Tuyết phát hiện mình đan điền linh lực tựa như bị lực lượng nào đó cưỡng ép rút ra đi. Luyện hóa cái này luân hồi tinh diễm lại muốn giá lớn như vậy. Không mấy phút nữa mà thôi. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng, quần áo trên người cũng dính ướt. Đột nhiên, luân hồi tinh diễm ở bỗng nhiên phóng đại, một cổ cực hạn uy áp chỉ như vậy oanh oanh liệt liệt phun trào tới. Hạ Nhược Tuyết thực lực lại cũng không cách nào chống đỡ, một miệng đỏ bừng máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của nàng lại là ngã trên đất. Tuyết tỷ tỷ, luân hồi tinh thạch ngay tức thì vò tới Hạ Nhược Tuyết trước người, quanh thân lưu động một đạo tường hỏa ánh sao. Bao trùm ở Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại bên trên. Một giây, hai giây, ba giây. Hạ Nhược Tuyết chủ động, dài dài lông mi mau run run dưới, Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra. Ta không có sao. Nếu như ta liền ngọn lửa này cũng không luyện hóa được, ta còn có cái gì tư cách làm Diệp Thần người phụ nữ đây? Ta muốn là chia sẻ một chút đồ. Giờ khắc này, Hạ Nhược Tuyết tròng mắt viết đầy kiên quyết. Nàng thon dài thêm ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm một cái, lại chạm tới vậy đoàn luân hồi tinh diễm. Rồi sau đó, Hạ Nhược Tuyết vận chuyển công pháp, sau lưng ánh sao lại hội tụ thành một đầu phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời kêu to, huy động vây cánh hướng luân hồi tinh diễm phương hướng phóng tới. Đụng! Một cổ cực hạn lực lượng đụng. Luân hồi tinh diễm gồng xiềng, lại mơ hồ nứt ra một phần chia. Hạ Nhược Tuyết chán bây giờ thoáng qua vẻ kích động, đem thần hồn hấp thu vào trong đó. Nhưng mà, ở thần hồn tiến vào cái này luân hồi tinh diễm thời điểm, nàng bên tai lại truyền đến một đạo lạnh như băng, hàn mạc giọng nữ. Hèn mọn người, cũng dám chấm mút luân hồi tinh diễm, chết. Một giây kế tiếp, luân hồi tinh diễm đột nhiên dị biến. Lại hóa là một đạo tinh quang kiếm hướng Hạ Nhược Tuyết ấn đường đâm tới. Một khi đâm vào, Hạ Nhược Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Tuyết tỷ tỷ, chú ý. Luân hồi tinh thạch kêu gào. Hạ Nhược Tuyết không do dự nữa, tay thanh tú bắt pháp quyết, một cái màu vàng kim cổ xưa minh văn tấm thuẫn hiện lên ở trước người. Vốn cho là có thể ngăn cản một hai. Lại không nghĩ rằng, minh văn tấm thuẫn tại chỗ vỡ vụn, hóa là bột. Hạ Nhược Tuyết biết cái này luân hồi tinh diễm rất cường đại. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là bá đạo như vậy à. Bất quá là luyện hóa thất bại, còn như xóa bỏ mình sao? Mắt xem ánh sao kiếm thì phải đến gần, đột nhiên, một đạo kinh thiên long khiếu ở đáy hồ vang lên. Trong phút chốc, đáy hồ mưa gió khuấy động, vòng xoáy từng cơn. Rồi sau đó huyết long hư ảnh rất miễn cưỡng hướng ánh sao kiếm đụng. Đụng! Hai cổ cực hạn lực lượng va chạm. Huyết long một phiến vảy rồng hội tụ hư ảnh lại mờ đi mấy phần. Mà như bánh xe hồi tinh diễm chập chờn vậy ngưng. Huyết long ngưng trọng nhìn vậy đoàn ngọn lửa, mở miệng nói, như tuyết cô nương, cái này hỗn độn tinh diễm bên trong lại hàm chứa một người một chút tàn niệm. Ước chừng một chút tàn niệm liền lớn mạnh như vậy, sợ rằng người sau lưng, tu vi xa ở ta bản thể bên trên. Ta cái này vảy rồng hư ảnh có thể phải tiêu tán, bất quá. Đối phương cái này tàn niệm vậy sẽ tiêu tán, đối với ngươi mà nói, hẳn không có uy hiếp. Như tuyết cô nương, nếu là ở cửu thiên thần long điện đụng phải nguy hiểm, mau đi nơi này một nơi vực sâu cấm địa, ta bản thể bị kẹt trong đó, thời gian ngắn không cách nào đi ra, nhưng ngươi nếu như đến được nơi đó, ta liền có thể bảo vệ ngươi một hai. Nói tới chỗ này, vậy đạo luân hồi tinh diễm lại biến hóa, điểm điểm tinh quang lại hội tụ thành một đạo nhàn nhạt cô gái bóng người. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt có thể đạt được, kinh hãi phát hiện, cô gái này, chính là mới vừa rồi cái đó thấy đế uy cô gái.
Đế Huy cô gái hư ảnh nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt ở chạm được huyết long thời điểm, hơi kinh ngạc, cuối cùng đưa mắt rơi vào Hạ Nhược Tuyết trên mình. Hồi lâu, một đạo hơi có vẻ uy nghiêm thanh âm truyền tới, ngươi là ai? Thấy ta, vì sao không quỳ? Sau đó, Hạ Nhược Tuyết chính là cảm giác được mình trên bả vai có một tòa núi to, hung hăng đè xuống. Nàng đầu gối cong, lại không ngừng ép xuống. Hiển nhiên là đế uy cô gái muốn nàng quỳ xuống. Nhưng là Hạ Nhược Tuyết vốn là một cái tâm cao khí ngạo người phụ nữ, làm sao sẽ nguyện ý quỳ người phụ nữ này. Nàng cắn răng, linh lực phóng thích, huyết mạch bùng nổ. Thậm chí quanh thân quanh quẩn một đoàn xương máu. Tuyết tỷ tỷ, luân hồi tinh thạch bảo vệ ở Hạ Nhược Tuyết trước người, muốn giảm bớt Hạ Nhược Tuyết áp lực. Nhưng biết bao khó khăn. Mắt xem Hạ Nhược Tuyết phải quỳ xuống, đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết quanh thân bộc phát ra một chút luân hồi hơi thở. Trực kích bổn nguyên hơi thở. Vậy đế uy cô gái trói buộc và uy áp ngay tức thì biến mất. Luân hồi huyết mạch, làm sao có thể? Người kết quả là ai? Đế uy cô gái thần sắc kinh ngạc đến mức tận cùng. Nàng mới vừa muốn hỏi cái gì, sắp biến mất huyết long hư ảnh đột nhiên đụng. Ngay tức thì, vậy đế uy cô gái hư ảnh tiêu tán. Đáy hồ phế tích khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo nhàn nhạt luân hồi tinh diễm chậm rãi rơi xuống. Hạ Nhược Tuyết thở ra một ngụm chọc khí, đưa tay ra, bưng vậy đạo luân hồi tinh diễm, nhàn nhạt nói, hiện tại hẳn tốt luyện hóa một chút đi. Luân hồi tinh thạch gật đầu một cái lại lắc đầu, mặc dù không có vậy đạo tàn niệm, nhưng là cái này luân hồi tinh diễm cũng không tốt luyện hóa. Cũng may người có một phần chia luân hồi huyết mạch, cụ thể bao lâu, ta hiện tại có chút không cách nào dự trù. Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tinh linh, người phụ nữ kia rốt cuộc là thân phận gì. Bất quá là một đạo tàn niệm, lại thì có như vậy lực lượng. Luân hồi tinh thạch lựa chọn yên lặng. Hạ Nhược Tuyết biết luân hồi tinh thạch muốn giấu giếm, liền nói tinh linh, những thứ này ngươi không nói cho ta không quan hệ, vậy ngươi tổng nên nói cho ta. Cái này nữ nhân ở đâu bên trong đi, ở thần quốc sao? Vẫn là nơi nào? Luân hồi tinh thạch do dự mấy giây, cuối cùng thở dài một tiếng, mở miệng nói, thượng giới. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, chợt trong mắt kiên định rất nhiều. Đối với thượng giới, nàng biết mấy phần. Thần quốc mỗi một cái trong tông môn thần trụ, liền là tới từ thượng giới. Thượng giới và thần quốc quan hệ mật thiết, nhưng vừa thần bí suy nghĩ không ra. Thậm chí nàng xem qua thần cực tông cổ tịch, ở viễn cổ, luân hồi đứng đầu chỗ ở niên đại, thượng giới và thần quốc quan hệ mật thiết, thậm chí có thể nói là bình đẳng thế cục. Nhưng luân hồi đứng đầu chết sau đó, chẳng biết tại sao, thần quốc là được là thượng giới phụ thuộc. Hơn nữa, bên trong có quá nhiều nghi ngờ. Hạ Nhược Tuyết không nghĩ nhiều nữa, bỏ mặc người phụ nữ này là lai lịch gì, nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện. Liền nhất định có thể vượt qua người phụ nữ này. Từng cơn ánh sao ở đáy hồ phun trào, tựa như cái này một phiến máu hồ trở thành vô cùng đẹp tinh hải. Cùng lúc đó, thượng giới. Một tòa khí thế khoáng đạt đền. Đền bên trong, vô cùng yên lặng, một cái kim y cô gái ngồi tại đại điện long đằng phượng vũ minh văn trên ghế. Nàng hai tròng mắt đóng chặt, thật dài lông mi mau run rẩy. Quanh thân lại phun trào ra một chút để cho người nhìn mà sợ uy nghiêm. Mấu chốt, trên người nàng không có phun trào một chút tu vi hơi thở. Không có khí tức, vậy chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất, tu vi quá thấp, thấp như người bình thường. Thứ hai, tu vi cực cao, dung chuyển núi cao cao. Đột nhiên, đế uy cô gái mở mắt ra, trong con ngươi lạnh như băng lại thoáng qua vẻ kinh ngạc và sát ý. Nàng môi đỏ mọng phác họa. Lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, luân hồi huyết mạch làm sao sẽ xuất hiện ở một cô gái trên mình. Mấu chốt cô gái kia luân hồi huyết mạch quá yếu kém. Thậm chí liền tu luyện công pháp cũng cùng người nọ hoàn toàn không đồng nhất. Tuyền cơ. Lời nói rơi xuống, đế uy cô gái trước mặt hư không biến dạng, một cái cả người quần áo đen giàu kinh nghiệm cô gái xuất hiện. Cô gái trang điểm cổ quái, càng cổ quái là sau lưng đeo một cây kiếm to. Kiếm to bên trên tản ra cực kỳ lăng nhiên sát ý. Bệ hạ, Tuyền cơ ở. Giàu kinh nghiệm cô gái Tuyền cơ mở miệng nói. Đế uy cô gái môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, ta ở nhiều năm trước ở lại thần quốc một chút luân hồi tinh diễm truyền về một ít vật thú vị,
thần quốc tựa hồ có luân hồi huyết mạch người ra đời, chỉ bất quá đối phương huyết mạch hơi thở quá yếu. Tuyền Cơ nhướng mày một cái, bệ hạ, có phải hay không là Diệp gia ẩn núp hậu nhân? Diệp gia xảy ra chuyện trước, phạm vi thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa, từ xưa tới nay, Diệp gia vị kia chính là phòng ngừa chu đáo hạng người. Nói không chừng phụ nữ kia là Diệp gia lưu có hậu thủ biểu hiện. Đế Huy cô gái chân mày lá liễu nhíu, suy tính mấy giây sau đó, mở miệng nói, người đi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện, điều tra một chút cô gái kia lai lịch. Còn nữa, Cửu Thiên Thần Long Điện có một đầu hơi thở cổ quái huyết long, không thể khinh thị. Chẳng biết tại sao, nàng thực lực rõ ràng không cách nào uy hiếp ta, lại để cho ta cảm thấy không thoải mái. Người đi điều tra một phen, nếu như cần lực lượng giúp đỡ, có thể đi chuyến Thiên Đạo Cung, tìm Hiên Viên Mặc Tà. Rõ ràng, nháy mắt tức thì, Tuyền Cơ hóa là điểm điểm tinh quang, biến mất không gặp. Phảng phất từ không xuất hiện qua. Thứ nhất thần quốc, một nơi bị năm màu mây mù bao phủ thông thiên trên đỉnh núi cao. Vô số tinh mỹ kiến trúc, ở trong mây mù ẩn hiện, nơi này, là thứ nhất thần quốc thứ nhất cao đỉnh, Nam Vân Đỉnh, mà tọa lạc tại Nam Vân Đỉnh trên, là thứ nhất thần quốc một nhóm thế lực Vạn Pháp Tông. Trong Vạn Pháp Tông, một gian trong mật thất, một người mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên, lúc này, mặt đầy đều là âm hàn vẻ, người này, chính là Vạn Pháp Tông đại trưởng lão Điền Phi Minh. Điền Phi Minh ngồi ở chủ vị bên trên, đọc hai phong mật thơ. Cái này mật thơ bên trên, đóng kín một cái là màu lót đen kim biên, đóng kín một cái, trắng để hắc bên, hai cái phong thư bên trong, phân biệt có hai cái bất đồng ký hiệu. Một cái, là một chuôi hình dáng quỷ dị, mũi phơi bày một loại kỳ lạ đường cong trường kiếm, nếu là có rõ ràng thứ nhất trong thần quốc, núp ở hắc ám xuống lòng đất thế lực võ giả ở chỗ này, thấy cái này hình thù kỳ lạ trường kiếm, nhất định sẽ kinh hãi vô cùng. Cái này thanh trường kiếm. Bất ngờ là thứ nhất thần quốc, xếp hạng thứ nhất tổ chức ám sát, tuyệt kiếm ký hiệu. Mà một cái khác trắng để hắc bên phong thư trên ký hiệu, chính là một đôi đỏ thẫm, âm hàn cặp mắt. Đó là thứ nhất thần quốc, hạng thứ hai tổ chức ám sát, tử vong mắt ký hiệu. Điền Phi Minh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hai quả phong thư, cũng nghiền vì nghiền. Đứng ở Điền Phi Minh bên cạnh, là một người mặt mũi nói năng tùy tiện. Gương mặt đường danh thâm thúy, một món quyển khúc lưu hải, rũ xuống bên trái ngạch, mang một loại dị vực phong tình anh tuấn nam tử. Làm người khác chú ý phải, cái này trong mắt của nam tử, mơ hồ có màu vàng phù văn chớp động. Cái này chàng thanh niên, hướng về phía Điền Phi Minh mỉm cười nói, sư phụ, thế nào? Điền Phi Minh trong mắt sắc bén lóe lên mở miệng nói, tuyệt kiếm cùng tử vong mắt đầu lĩnh, đều đang là cự tuyệt chúng ta nhiệm vụ. Phế vật! Lúc nào, ta thứ nhất thần quốc hai đại tổ chức ám sát, lại liền đối một cái chảm ách cảnh tiểu tử ra tay, cũng không dám. Lời tuy nói như vậy, nhưng Điền Phi Minh nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, hắn biết mình cho ra giá biểu, đối với cái này hai đại tổ chức sát thủ mà nói, vậy tuyệt đối là một cái không nhỏ cám dỗ. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ cự tuyệt. Vạn Pháp Tông không thể tùy tiện đưa tới chiến tranh, đây là thần quốc quy củ. Nếu không hắn đã sớm tự mình ra tay. Vậy anh Tuấn Nam Tử, chính là Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền, cũng là trong Vạn Pháp Tông cổ thần thể một trong thiên tài, tên là Cao Ân. Cao Ân nghe vậy, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ hỏi, sư tôn, người nói nhiệm vụ mục tiêu, nhưng mà giết khổng sư huynh cái đó Diệp Thần. Hắn gần đây nghe nói, tất cả đại thần nước chí cường, tới trước thứ nhất thần quốc, cái đó Diệp Thần chắc đứng hàng trong đó chứ. Điền Phi Minh gật gật đầu nói, lão tổ tông đã thông báo, tiểu tử họ Diệp này, phải chết. Cao Ân thờ ơ mở miệng nói, lấy chúng ta Vạn Pháp Tông thực lực, cần gì phải tay giả cho người khác. Trực tiếp, đem thằng nhóc này trấn áp chính là, sư tôn như là đồng ý, đệ tử nguyện ý xuất thủ. Diệp thần, mặc dù tiêu diệt Khổng Tiên, nhưng ở Cao Ân xem ra, Khổng Tiên vậy chẳng qua là một dựa vào mình lão tổ tiểu tử thôi, dựa vào này. Mới thu được tiến vào thần nguyên bí cảnh cơ hội, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Vạn Pháp Tông, so hắn ưu tú thiên tài, còn có rất nhiều. Huống chi, từ thần nguyên bí cảnh mở, đi qua lâu như vậy, phế vật này vẫn là chảm ách cảnh. Thậm chí liền hỗn độn sơ kỳ đều không đạt tới. Cao Ân trong mắt vẻ khinh thường, hơn nữa đậm đà. Cái này,
chính là Vạn Pháp Tông thiên tài kiêu ngạo. Điền Phi Minh nhưng là khẽ nhíu mày lắc đầu nói, Cao Ân, không nên vọng động, thằng nhóc này, nhưng mà chém giết khổng tiên tồn tại, hơn nữa, còn ngạnh kháng lấy hàng linh phương pháp, hiện thân thần nguyên bí cảnh lão tổ hơi thở nhất kích. Cẩn thận là hơn. Huống chi, lão tổ tông cũng để cho chúng ta không muốn đích thân xuất thủ, thằng nhóc này, dẫu sao là tới tương trợ ta thứ nhất thần quốc đòi ma võ giả, truyền đi, đối với ta Vạn Pháp Tông danh tiếng bất lợi. Lúc này, chúng ta cũng hẳn khiêm tốn một chút, người ta cũng rất rõ ràng. Cao Ân nghe vậy, mặc dù không có nói gì nhiều, nhưng sắc mặt, nhưng là một phiến âm trầm. Không nên vọng động, cẩn thận là hơn. Để cho hắn đường đường Vạn Pháp Tông thiên tài, đối với một tên phế vật không nên vọng động, đối với một tên phế vật chú ý. Ha ha, đây chẳng lẽ là nói, cái phế vật này, có thể uy hiếp được mình. Đừng nói là Diệp Thần. Liền liền cầm khổng tiên và mình so sánh, Cao Ân cũng cảm thấy là một loại làm nhục. Hắn trong mắt sát ý sôi trào, vốn là, Cao Ân chỉ là thuận miệng nói, có thể Điền Phi Minh cái này một khuyên, ngược lại để cho hắn, đối với tự tay chu diệt Diệp Thần, hơn nữa khát vọng. Đây là, Điền Phi Minh rốt cuộc lấy ra thứ ba phong thư, một phong thơ phong đỏ tươi, giống như dùng máu tươi nhuộm màu tin. Máu đỏ phong thư bên trên, là một cái tay quỷ vậy ký hiệu. Đây là thứ nhất thần quốc, hạng thứ ba tổ chức ám sát, huyết nhận ký hiệu. Mở ra phong thư này sau đó, Điền Phi Minh trong mắt, rốt cuộc lóe lên vẻ vui mừng. Huyết nhận, đồng ý tiếp nhận bọn họ nhiệm vụ. Lúc này, Điền Phi Minh lấy ra một khối ngọc giản, cùng huyết sắc kia phong thư, cùng nhau giao cho Cao Ân nói, huyết nhận đón nhận chúng ta nhiệm vụ, ngày mai, người đến địa điểm chỉ định, cùng huyết nhận liên hệ người gặp mặt, trong ngọc giản này. Là Diệp Thần tư liệu. Cao Ân nhận lấy ngọc giản cùng phong thư, nhàn nhạt đáp ứng nói ừ. Điền Phi Minh có chút bất đắc dĩ cười cười nói, Cao tiểu tử, không muốn hành động theo cảm tình, ta biết lấy ngươi thực lực, ổn thỏa có thể chém chết phế vật này, bất quá, sẽ để cho huyết nhận đi đối phó tiểu tử họ Diệp này đi, người ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, không phải sao. Cao Ân nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một phần. Hướng bên ngoài mật thất đi tới. Điền Phi Minh lại nói, người nói cho huyết nhận người, ngày mai, Diệp Thần sẽ đi mãng núi thần, để cho bọn họ người, mai phục ở nơi đó động thủ, cụ thể công việc, ta đã ghi lại ở ngọc giản bên trong, đúng rồi, nhiệm vụ lần này, nhất định phải sai phái huyết nhận đệ nhất sát thủ, huyết thứ, vạn thông ra tay, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ừ, Cao Ân đáp một tiếng, bóng người từ trong mật thất biến mất. Điền Phi Minh trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử họ Diệp này, lại nghịch thiên, ở ngày mai dưới tình huống đó, gặp phải vạn thông ám sát, vậy khó thoát khỏi cái chết chứ. Ha ha, hắn trong lòng một tảng đá lớn, cuối cùng rơi xuống. Một nơi trong tử lầu, Cao Ân cùng một tên cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong, mặt mũi cũng không cách nào thấy rõ nam tử, ngồi ở bên trong bao xương. Vậy áo bào đen nam tử. Xem qua ngọc giản trong tay sau đó, nhưng là phát ra một tiếng cười quái dị nói, hì hì, Vạn Pháp Tông, ra tay thật lớn à, đối phó một cái chảm ách cảnh phế vật, lại xuống lớn như vậy tiền vốn. Cao Ân tùy ý phất phất tay, đứng lên, đi ra ngoài cửa nói, tiện nghi các ngươi, để cho Vạn Thông cho ta chú ý một điểm, đừng thất thủ, hừ, nếu không phải sư tôn ngăn cản, bổn công tử, tự mình ra tay chính là, kia đến phiên các ngươi. Hắc bào nhân kia cười hắc hắc nói, mời công tử yên tâm. Chúng ta đệ nhất sát thủ, huyết thứ vạn thông, đời người cộng tiếp nhận nhiệm vụ, 180.9801, tỷ lệ thành công, 99,9%. Duy nhất lỡ tay một lần, vậy ước chừng, là để cho đối phương một món tàn hồn chạy khỏi thôi. Như vậy ghi chép, cho dù ở tuyệt kiếm cùng tử vong mắt bên trong, cũng là có thể đứng vào trước ba tồn tại. Thiên đạo cung. Trên chánh điện, Thiên Viên Mặc Tà xếp chân ở Viêm Thiên Long Thần bên trên. Trước mặt hắn luân hồi huyền bi không ngừng tràn ra một chút cực mạnh hơi thở. Mà Thiên Viên Mặc Tà tu vi cũng là dần dần leo lên. Thậm chí Thiên Viên Mặc Tà ấn đường chấp động một đạo cực kỳ cổ quái minh văn. Cái này minh văn huyền diệu và ngưng trọng, tựa như đại biểu cường đại gì tồn tại. Đột nhiên, Thiên Viên Mặc Tà mở mắt ra, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mà trước người của hắn, xuất hiện một người mặc thiên đạo cung quần áo người đàn ông trung niên.
Bái kiến cung chủ. Ngươi muốn ta thu thập ở Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, thứ nhất thần quốc đến thứ bảy thần quốc, gần đây quật khởi thanh niên cường giả danh sách, đã thu thập xong. Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, những người này cũng đều là cổ thần thể. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, có một phần chia không phải, hơn nữa, những thiên tài này bên trong, còn có một cái gần đây thanh danh vang lên tồn tại. Người này tên là Diệp Thần, không có bất kỳ cổ thần thể dấu hiệu. Nhưng có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn giết người. Thứ nhất thần quốc Khổng Tiên, thứ hai thần quốc, thậm chí còn lại thần quốc, đối với này chết sự tích cũng truyền sôi sùng sục. Ta cảm thấy có thể đem người này nhét vào Thiên Đạo Cung. À, Hiên Viên Mặc Tà hơi kinh ngạc, người này rất tươi đẹp. Bất quá Hiên Viên Mặc Tà đối với lá cái họ này ngược lại không phải là rất thích. Dẫu sao, hắn ghét nhất chính là họ Diệp tồn tại. Nhưng là hắn không phải mê tín người, nếu như người này thật có thiên phú, Thiên Đạo Cung ngược lại là có thể phá cách đem cất nhắc là trưởng lão. Người đàn ông trung niên đem hai phần ngọc giản thận trọng đưa lên, mở miệng nói, phần thứ nhất ngọc giản ghi lại tên này kêu Diệp Thần toàn bộ tin tức, cùng với rất nhiều chiến tích, thuộc hạ cảm thấy đúng là Thiên Đạo Cung không thể có nhiều nhân tài. Nếu như nắm giữ người này, có lẽ Thiên Đạo Cung có thể cao hơn một tầng lầu. Còn như phần thứ hai ngọc giản, chính là ghi lại Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, đột nhiên quật khởi, tiềm lực cũng là kinh người tồn tại. Cung chủ có thể đánh giá. Hiên Viên Mặc Tà khá là kinh ngạc nhìn lướt qua người đàn ông trung niên. Người trung niên này nam tử tên Tư Mã Tuân, thực lực mặc dù không cao, nhưng là Thiên Đạo Cung đoàn cố vấn một trong, rất nhiều ngày đạo cung quyết sách trọng đại đều có đi qua người này tay. Cái đó Diệp Thần có thể bị người này như vậy sùng bái, tuyệt đối có lý do. Hiên Viên Mặc Tà năm ngón tay nắm chặt, hai cái ngọc giản xuất hiện nơi tay tim, hắn mới vừa muốn mở ra ghi lại Diệp Thần ngọc giản tin tức lúc đó, Thiên Đạo Cung không gian truyền tới một chút chấn động. Hư không biến dạng, một cái cõng cự kiếm cô gái lại xuất hiện ở Thiên Đạo Cung chánh điện bên trong. Mà làm Hiên Viên Mặc Tà thấy người này, con người bỗng nhiên co rúm một cái. Người này lại là đến từ thượng giới tuyển cơ. Hiên Viên Mặc Tà buông xuống ngọc giản trên tay, đứng lên, chắp tay nói, tuyển cơ đại nhân, thật lâu không gặp. Tuyển cơ sắc mặt sửng dưng, sát ý ngưng động, nhìn một cái Viêm Thiên Long Thần, trực tiếp mở miệng nói, Cửu Thiên Thần Long Điện gần đây nhưng có phát sinh đại sự gì. Thậm chí nói, có người tộc lẫn vào trong đó. Hiên Viên Mặc Tà và Viêm Thiên Long Thần đồng loạt biến sắc. Sau đó, Hiên Viên Mặc Tà chắp tay nghiêm túc nói, đại nhân, Cửu Thiên Thần Long Điện dưới mắt chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể bước vào, người bình thường căn bản không có thể đi vào trong đó. Tuyền cơ nhướng mày một cái, có người loại cô gái lẫn vào trong đó. Còn nữa, các ngươi có biết Cửu Thiên Thần Long Điện có một đầu cả người dính huyết khí huyết long? Lần này ta hạ xuống nơi này, chính là tìm này long đầu mối. Ta chỉ có mấy ngày thời gian, ta cần liên quan tới Cửu Thiên Thần Long Điện tất cả tin tức. Các ngươi có thể từng nghe nói điều này huyết long tung tích. Lời này vừa nói ra, Viêm Thiên Long Thần và Hiên Viên Mặc Tà diễn cảm cực độ cổ quái. Bọn họ vậy tìm huyết long à? Vốn cho là huyết long chết hoặc là bị thương, lại không nghĩ rằng, lại có thể cầm sự việc thọt đến chỗ đó. Mấu chốt đầu kia huyết long là làm sao làm được à? Hiên Viên Mặc Tà suy tính chốc lát, mở miệng nói, đại nhân, kết quả phát sinh cái gì? Tuyền cơ hiển nhiên không có nửa điểm kiên nhẫn, có chút vấn đề, các ngươi không thể hỏi, biết chưa? Các ngươi nhưng có huyết long tung tích, nếu như không có, chính ta đi Cửu Thiên Thần Long Điện tìm. Hiên Viên Mặc Tà do dự mấy giây, vẫn là lắc đầu một cái, chúng ta chưa từng gặp qua vậy cái huyết long, xin đại nhân đi Cửu Thiên Thần Long Điện đi tìm. Nếu là có tài nguyên cần vận dụng, có thể kịp thời liên lạc Hiên Viên. Hiên Viên Mặc Tà rất rõ ràng. Thất bại của mình tuyệt đối không thể nói ra. Một khi nói ra thần quốc dưới cất giấu như thế một đầu lựu đạn định giờ, thượng giới vị kia tuyệt đối sẽ tức giận. Tuyền cơ hừ lạnh một tiếng, không cần. Dứt lời liền hóa là điểm điểm tinh quang tiêu tán. Cùng tuyền cơ rời đi sau đó, toàn bộ đại điện lâm vào cực kỳ ngưng trọng tình cảnh. Thậm chí liền trước mặt ngọc giản, Hiên Viên Mặc Tà cũng không đoái hoài tới, rất miễn cưỡng đem đẩy qua một bên. Rồi sau đó đối với Viêm Thiên Long Thần nói, Viêm Thiên, bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì?
Viêm Thiên Long Thần do dự mấy giây, Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu như lại đối mặt máu kia long, ta có thực lực đối kháng. Dĩ nhiên, vì để đạt được an toàn, khối này luân hồi huyền bi ta phải dẫn đi. Ta hiện tại càng phát ra hoài nghi huyết long sẽ ở đó trong vực sâu. Mà vậy vực sâu vị trí, vậy Tuyền Cơ khẳng định sẽ phát hiện. Ta trước hết nàng một bước xác định. Sau đó tương uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Thiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, được. Đúng rồi, nếu như tình huống cho phép, ta muốn hỏi ngươi mượn một người. Viêm Thiên Long Thần đột nhiên nói. Thiên Viên Mặc Tà ngẩn ra, hỏi ai? Viêm Thiên Long Thần nhìn về phía một mặt vách tường, nhàn nhạt nói, bị Thiên Đạo Cung nhốt Bất Diệt Long Đế, người này đối với Cửu Thiên Thần Long Điện cực kỳ quen thuộc, hơn nữa thực lực cường đại, hắn bị kẹt lâu như vậy, nếu là có thể bị chúng ta lợi dụng, có lẽ Chu Diệt Huyết Long có hy vọng. Mặc dù này người tính cách cao ngạo, nhưng là ở đầy đủ lợi ích dưới, có lẽ sẽ thỏa hiệp đâu. Hắn và những cái kia thượng cổ thậm chí còn viễn cổ chí cường vây hãm lâu như vậy, nhất định rất khát vọng tự do đi, nếu như dùng này thành tựu tiền đặt cuộc đâu. Thiên Viên Mặc Tà trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Những thứ này thượng cổ cường giả bị kẹt, là mệnh lệnh. Mặc dù là hắn trông coi, nhưng nếu là theo liền lợi dụng, vị kia tức giận nên làm cái gì? Có thể hiện tại, thượng giới lửa giận đã bị đốt. Huyết Long phải chết. Cho ta chút thời gian cân nhắc, chuyện này không phải chuyện đùa. Thiên Viên Mặc Tà nói. Được, ta chờ ngươi câu trả lời, ta trước đi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện. Dứt lời, Viêm Thiên Long Thần phóng thích cực mạnh hơi thở, phóng lên cao, ngay tức thì biến mất ở Thiên Đạo Cung. Mãng Thần Sơn, ở vào đệ nhất thần quốc Tây Bắc Bộ, nói là núi, thật ra thì, là một nơi trùng điệp mấy chục triệu bên trong siêu cấp dãy núi. Đột nhiên bây giờ, không gian bên trong, một hồi chập chờn, mấy chục đạo thân ảnh, xuất hiện ở cái này Mãng Thần Sơn mạch bầu trời. Những người này, phần lớn mặc đen trắng bào phục, mà có mười mấy người, thì quần áo trang sức khác nhau. Chính là Diệp Thần các người. Mà cái khác theo bọn họ cùng chung tới trước, chính là thần minh ở giữa một phần chia tinh anh cường giả, người người quanh thân, cũng tản ra khí tức cường đại. Tống Kim Nghĩa, vậy thân ở trong đó. Đây là, Tống Kim Nghĩa hướng về phía mọi người mở miệng nói, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này điều tra, cái này Mãng Thần Sơn mạch bên trong, cất giấu mặc dù vô cùng là đạm bạc, gần như không cách nào cảm giác, nhưng, cũng không so vô cùng tinh thuần ma khí. Chúng ta suy đoán, nơi này, có thể chính là vậy thiên ma chỗ ẩn thân, bất quá, hắn dùng thủ đoạn nào đó, tận lực áp chế ma khí phát ra, chúng ta cũng không cách nào xác định vị trí cụ thể. Hiện tại, chúng ta thần minh người sẽ tách ra tới thăm dò đúng vùng dãy núi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, các ngươi có thể tự đi an bài, đến lúc đó, nếu như phát hiện vậy thiên ma, không phải vạn bất đắc dĩ, trước không nên ra tay, lấy ngọc bài liên lạc. Diệp Thần gật gật đầu nói, được, tây nam dãy núi này, liền giao cho chúng ta đi. Tống Kim Nghĩa tự nhiên sẽ không có cái gì phản đối ý kiến. Thần minh mọi người rời đi sau đó, Diệp Thần nhìn về phía tất cả đại thần nước Chí Cường cùng người bảo vệ, Phong Thiếu Vũ cùng Tiêu Báo, vậy ở trong đó. Mặt của hai người sắc, nhìn như cũng vô cùng là trắng bệch, hơi thở cũng có chút không yên, nhưng, dầu gì, là khôi phục 70% tả hữu chiến lực. Tiêu Báo mất đi cánh tay, vậy lần nữa mọc ra, bất quá, cánh tay kia lộ vẻ được có chút gầy yếu, tay trái tay phải hoàn toàn không cân đối. Lúc này, hai người cũng khẽ cúi đầu, một bộ bảo sao làm vậy hình dáng, hoàn toàn bị Diệp Thần chấn phục. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, vì an toàn khởi kiến, chúng ta mấy người, cùng chung hành động đi, như vậy, tốc độ mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng, tổng so đơn độc gặp phải vậy thiên ma thân nhau. Mọi người nghe vậy gật đầu một cái này, cũng là ngày hôm qua bọn họ thương lượng xong. Bọn họ mặc dù đi tới đệ nhất thần quốc, tương trợ đồ ma, cũng không có người, muốn trở thành là con chốt thí, hành động chung tự nhiên hơn nữa an toàn, ổn thỏa, chậm một chút, thì thế nào? Lúc này, Diệp Thần các người liền thân hình rơi xuống, lẫn nhau cách nhau, không vượt qua 10 mét, ở trong rừng một bên tạt qua, vừa lấy ra thần minh giao cho bọn hắn la bàn, dò xét quanh thân phải chăng tồn tại ma khí. Cái này la bàn, cho dù mỏng manh đến thần hồn đều không cách nào cảm giác ma khí,
cũng có thể dò tra được, bất quá, phạm vi chỉ có 10 mét. Diệp Thần rơi vào trong rừng ngay tức thì, nhưng là khẽ cau mày, dãy núi này bên trong, lại là để cho hắn trong phảng phất, cảm thấy một cổ vô cùng là dị thường cảm giác, để cho hắn khá là không thoải mái. Hắn trong mắt hắc mang chớp mắt, niệm ma thân thể phát động, dâng trào thần hồn, sóng trào ra, tỉ mỉ quét qua quanh mình, nhưng mà, không thu hoạch được gì. Vân Tử Anh thấy vậy, không khỏi phải hỏi nói, Diệp công tử, thế nào sao? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, không việc gì, chúng ta đi thôi. Mà lúc này, ở mãng thần sơn mạch lòng đất chỗ cực sâu một tòa hang bên trong, mấy chục đạo mặc hắc bào bóng người, mai phục ở nơi này. Mà trong hang động này tinh thạch, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang, xua tan lòng đất hắc ám. Ở chung quanh huyệt động trên vách đá, bất ngờ nạm một mặt mặt màu tím đậm tinh thạch, xem hình dáng, tựa hồ cùng truyền ảnh tinh tương tự. Quỷ dị chính là, trên tinh thạch này, lại là đem mãng thần sơn mạch mọi người bóng người, cũng đổ ánh trên đó. Những thần minh cường giả kia, cùng với Diệp Thần các người, lại là không biết làm sao, đã gặp phải giám thị. Mà ở chiếu ngược Diệp Thần các người bóng người vậy mặt tinh thạch bên trên, đứng một người có chút thon gầy nam tử. Tên nam tử này tử, nhìn qua 20 hơn tuổi, mặt mũi phổ thông, vóc người không cao không thấp, có thể nói, thả vào đám người bên trong, cũng sẽ bị chìm ngập tồn tại. Duy nhất phải nói có đặc biệt gì nói, chính là hắn ánh mắt. Cặp mắt kia, rất lạnh, khắc cốt lạnh. Không có ai sẽ tin tưởng, huyết nhận đệ nhất sát thủ, đủ để sánh bằng tuyệt kiếm cùng tử vong mắt trước ba sát thủ, thậm chí, có thể là đệ nhất thần quốc mạnh nhất ba tên sát thủ một trong huyết thứ vạn thông, lại là một người như vậy thông thường nam tử. Vạn thông mặt không thay đổi nhìn trong hình Diệp Thần, lạnh lùng nói, vậy ma môn đại trận, chuẩn bị xong chưa? Sau lưng một người áo bào đen nam tử cười một tiếng kêu, chuẩn bị xong, ha ha, lần này quý khách, vì diệt cái này Diệp Thần, thật đúng là xuống vốn gốc à. Liền ma môn đại trận, đều đem ra hết. Một người khác trầm giọng nói, ta cảm thấy à, lần này quý khách, có thể không hề chỉ là vì giết cái này kêu Diệp Thần tiểu tử, bọn họ mục tiêu, nói không chừng, là tất cả đại thần nước trí cường giả, không phải sao. Như thế nói, khách này người sợ là không sạch sẽ chứ. Cái này ma môn đại trận, từ nơi nào lưu truyền ra, chúng ta trong lòng đều biết. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta còn muốn tiến hành nhiệm vụ này sao? Tâm thần mọi người, đều là một hồi dao động, dẫu sao, bọn họ không ngốc, diệt thế tai ương trước mặt, huyết nhận, cũng không cách nào giữ được mình, nói tóm lại, người thần quốc, đều có cùng chung địch nhân. Vạn thông khẽ quát một tiếng nói, cũng im miệng. Mọi người thần sắc xét một cái, ngậm miệng không nói. Vạn thông nhàn nhạt nói, nếu là thật như vậy, đến lúc đó, chúng ta lại đem ủy thác nhiệm vụ lần này người, giết chính là, dưới mắt, tập trung vào trước mặt nhiệm vụ, không muốn phân tim. Bọn họ thân là sát thủ, tổ chức sẽ đối với bọn họ giấu giếm khách nhân thân phận, đây là sát thủ quy ước ngành nghề, bất quá, nếu như đến lúc đó, thật phát hiện khách này người, cùng ma tộc có cái gì dính dấp nói, dĩ nhiên là không có gì quy ước ngành nghề tốt nói. Chỉ là, hiện tại, còn không có chứng cứ thiết thực. Mọi người lên tiếng đáp lại, trong mắt sạch bóng chớp mắt nói, ưm. Vạn thông, không hổ là huyết nhận đệ nhất sát thủ, một câu nói, liền tướng quân tim ổn định. Đây là, một người người áo bào đen mở miệng nói, vạn lão đại, hiện tại, ma môn đại trận đã có thể kích phát. Vạn thông gật gật đầu nói, hiện tại, kích thích ma môn đại trận, đem bọn họ ngăn ra, các ngươi đi kiềm chế cái khác thần quốc chí cường giả, mà ta, tự mình ra tay, đối phó mục tiêu. Đột nhiên, vạn thông giống như là nghĩ tới điều gì tựa như được, thêm liền một câu nói, đúng rồi, đi theo Diệp Thần bên người, tên kia đến từ thứ bảy thần quốc cô gái, không nên đối với nàng ra tay. Mọi người hơi sững sờ, nhưng, vẫn là kêu, ưng. Tiếng nói vừa dứt, vậy mấy chục đạo thân ảnh chớp mắt, liền từ hang động bên trong biến mất. Mà nhưng vào lúc này, cả tòa mãng thần sơn mạch bên trong, dị biến phát sinh. Đạo đạo sâu ánh sáng màu tím, ở mãng thần sơn mạch bên trong bùng nổ, hình thành một cái bao trùm đúng cái dãy núi đại trận, dãy núi bên trong người sở hữu, đều là sắc mặt cả kinh. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Kim Nghĩa thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi nói, không tốt,
trúng kế. Diệp Thần lúc này, cũng là ánh mắt trầm xuống, quát to, người sở hữu, đều tụ tập đến bên người ta tới. Mọi người nghe vậy, thân hình động một cái, thì phải đi Diệp Thần bên người đi, nhưng vào lúc này, đại trận này bên trong, tản mát ra mãnh liệt không gian chi lực, mấy người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền bị phân biệt truyền đến một nơi xa lạ vị trí. Bất quá, bọn họ còn có thể xác định, mình vẫn còn ở dãy núi bên trong. Đáng chết! Diệp Thần thầm mắng một tiếng, ngay tại lúc này, cuồn cuộn đen nhánh ma khí, từ lòng đất như lũ lụt vậy xông ra, trong phút chốc liền đem cái này dù sao cũng bên trong dãy núi, hoàn toàn chìm ngập. Diệp Thần con người có giúp một cái này mãng thần sơn mạch dưới, lại ẩn chứa như vậy ma khí nồng nặc. Cái này ma khí, là từ vì sao tới? Đột nhiên bây giờ, vô số tiếng vô cùng lạnh người gào thét, ở ma khí bên trong bùng nổ, tựa như, có vạn ma xuất thế vậy. Mà ở Diệp Thần trước người, vậy giống như vậy, từng đạo quỷ dị bóng người, phá vỡ đất bùn, hiện lên ở đen nhánh kia ma khí bên trong, ngay tức thì, liền đem Diệp Thần bao vây. Diệp Thần hướng những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng bóng người nhìn, nhưng là không khỏi được cả kinh. Thân ảnh kia, lại là một cái cổ thi hài. Hơn nữa, vẫn là hắn vô cùng quen thuộc thi hài. Những thứ này thi hài, hắn ở chấn thần tháp ảo cảnh bên trong, đã thấy qua vô số lần, đó là ma tộc thi hài. Cái này mãng thần sơn mạch dưới, lại mai táng vô số ma tộc thi thể. Đây là, Lăng Thiên Tiễn thần thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, thằng nhóc, đây là ma môn đại trận. Ma môn đại trận, Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi, cái gì là ma môn đại trận? Lăng Thiên Tiễn thần nói, ma môn đại trận, là thời kỳ thượng cổ, nhân ma đại chiến lúc đó, vực ngoại ma tộc nơi phát minh trận pháp, đặc biệt dùng cho trên chiến trường. Cái này ma môn đại trận, phải bố trí ở tràn đầy ma tộc thi hài địa phương, hắn tác dụng, chính là giống như vậy, đem những thứ này thi hài thức tỉnh công địch. Diệp Thần ánh mắt chớp động, là ai ở chỗ này bày ra ma môn đại trận? Mà thì tại sao, biết bọn họ sẽ tới chỗ này? Trọng yếu nhất chính là, liền thần minh cũng không biết cái này mãng thần sơn mạch, mai táng vô số ma tộc thi hài, có thể vậy người bày trận, lại là như thế nào biết được. Hắn trong lòng, mơ hồ xông ra một loại dự cảm bất tường. Ngay tại lúc này, Diệp Thần quanh thân trên trăm đạo ma tộc thi hài, phát ra một tiếng thê lương gầm thét, liền rối rít hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sát kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm quang phun trào gian. Khoảnh khắc liền đem vậy trên trăm ma thi, toàn bộ chìm ngập, biến thành phấn vụn tiêu tán. Bất quá, một khắc sau, liền lại có vô số ma thi, từ lòng đất xông ra, cuồn cuộn không ngừng vậy. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, đối với hắn bây giờ mà nói, những thứ này ma thi, ngược lại không phải là mạnh bao nhiêu, mỗi một đầu, cũng lớn tổng thể ở hỗn độn cảnh sơ kỳ tầng thứ, thỉnh thoảng sẽ có một ít hỗn độn cảnh hậu kỳ ma thi xuất hiện. Nhưng hắn sắc mặt, nhưng là càng ngày càng âm trầm xuống. Đối với hắn không việc gì, đối với Đồ Lan Tâm có thể chưa chắc như vậy à. Lúc này, hắn lấy ra thần minh vậy cái ngọc bài, bị đại trận ảnh hưởng, trên ngọc bài, không cách nào chuẩn xác biểu hiện riêng mình phương vị cụ thể. Nhưng, ngọc bài này không hổ là thần minh tín vật, cho dù ở ma môn đại trận bên trong, lại cũng là có thể mơ hồ cho thấy đối phương chỗ phương hướng. Lúc này Diệp Thần tiện tay một kiếm. Đem quanh thân ma thi, quét sạch không còn một mống sau đó, liền hướng Đồ Lan Tâm chỗ ở phương vị tiến về trước. Mà những cái kia tất cả đại thần nước trí cường, vậy hướng cùng lẫn nhau tương cận chi người đến gần, những thứ này ma thi, giống vậy đối với bọn họ không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp, mà chỉ cần có thể tụ tập chung một chỗ, lấy mọi người lực, mới có thể phá trận ra. Nhưng vào lúc này, vậy các đại thần nước trí cường quanh thân, mấy đạo núp ở vậy ma thi hải dương bên trong bóng người, lại là đột nhiên động một cái, bọn họ trong tay, mỗi người nắm một chuôi màu máu ám khí, hướng vậy các nước trí cường, bắn nhanh đi. Mọi người thần sắc khẽ biến, cái này ma thi bên trong, lại có người. Còn bỗng nhiên, đối với bọn họ phát động công kích. Bất quá, bọn họ giàu gì đều là tất cả đại thần nước trí cường và thiên tài trẻ tuổi tồn tại, tự nhiên, cũng không phiếm hạng người. Vậy ám khí, mặc dù ác liệt, ngược lại cũng không còn như chân chính để cho bọn họ sợ hãi. Có thể nhất kích không chúng, những người đó,
lại là lần nữa ẩn núp vào ma thi bên trong, người Pháp vô cùng quỷ dị, phối hợp cái này ma môn trong đại trận ma khí, ma thi, cho dù là những thứ này tất cả nước chí cường, cũng không cách nào rõ ràng bắt được bọn họ chỗ ở vị trí. Mà một khi bọn họ muốn tiêu diệt ma thi, lẫn nhau đến gần, những sát thủ này cửa, liền sẽ xuất thủ lần nữa, trở trụ mọi người bước chân. Trong chốc lát, tất cả đại thần nước cường giả và thiên tài lại là rối rít bị những sát thủ này hạn chế hành động. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Thứ hai thần quốc phong thiếu vũ thần sắc âm trầm, cả người bạc mang lớn thả, hừ lạnh một tiếng, một kích càn quét, hướng một cái phương vị chặt chém đi, chỗ đi qua, ma thi diệt hết, một tiếng hét thảm vang khắp dãy núi, một người mặc hắc bào nam tử, bị phong thiếu vũ cái này một kích, trực tiếp chặn ngang chém thành hai đoạn. Đám ma thi ở giữa mấy tên sát thủ, sắc mặt cả kinh, đều là thật nhanh lui về phía sau, người này, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Muốn đi. Phong thiếu vũ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vậy mấy đạo thân ảnh biến mất phương hướng, lại là thân hình động một cái, truy đuổi đi. Hắn ngày hôm qua bị Diệp Thần trọng thương, vốn là nín nổi giận trong bụng, hiện tại, vừa vặn tới một đám tìm chết, để cho hắn phát tiết, hắn tại sao có thể thả qua. Bên kia, mấy đạo tia máu, bắn về phía một người mặt mũi có chút thô bỉ nam tử, nam kia tử châm chọc cười một tiếng. Thân hình động một cái, lại là ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, xuất hiện ở một người sát thủ sau lưng, âm sâm sâm cười nói, ha ha, tìm được ngươi. Sát thủ kia sắc mặt biến, người này, là lúc nào đi vòng qua phía sau mình. Hơn nữa, vẫn là ở nơi này trong đám ma thi. Tốc độ này, quá khủng bố. Nhưng không cùng hắn làm ra phản ứng, một thanh trường kiếm, liền ngay tức thì xuyên thủng tên này sát thủ ngực. Phong thiếu vũ cùng Tiêu Báo, mặc dù bị Diệp Thần nghiền ép, trọng thương, nhưng, đó là đối với Diệp Thần mà nói. Cho dù chỉ còn lại 70%, bọn họ thực lực, ở tất cả đại thần nước chí cường bên trong, đều là thuộc về không kém tồn tại. Những thứ máu này nhận sát thủ, mặc dù cũng coi là tinh anh, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối với lên như vậy tồn tại, cũng không chỉ giá một đề ra. Không chỉ là bọn họ, cái khác thần quốc chí cường. Vậy dần dần đem trở ngại bọn họ sát thủ chu diệt. Bất quá, người bảo vệ, nhưng là không có vận tốt như vậy, tất cả đại thần nước người bảo vệ, mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng, cùng tất cả nước chí cường, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ, ở nơi này ma môn đại trận bên trong, chống cự vô cùng vô tận ma thi, sẽ để cho bọn họ kiệt sức, mà lúc này, lại có mấy tên tinh thông ám sát mạnh mẽ sát thủ, đột nhiên tập kích. Có thể tưởng tượng được, đối với bọn họ mà nói, có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng may, đám sát thủ này mục tiêu chủ yếu, hiển nhiên là tất cả đại thần nước chí cường, còn như những thứ này người bảo vệ, chỉ là tùy ý phái ra một người, thuận tay giải quyết thôi. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, một đạo huyết quang, xuyên thủng một người chàng trai ấn đường, nam kia tử mặc hồng bào, mặt hiện vẻ khó tin, chậm rãi hướng quay ngược lại đi. Người này, chính là thứ ba thần quốc người bảo vệ Triệu Quang. Mà cái khác các nước người bảo vệ, phần lớn cũng ở đây sát thủ đánh lén dưới bị thương hoặc là bỏ mình. Diệp Thần ở cuồn cuộn ma khí bên trong cực nhanh đi xuyên, kiếm quang chớp động gian, vậy vô cùng ma thi, nhưng phảng phất vô vật vậy, trong phút chốc liền biến thành nghiền, chút nào không cách nào ngăn trở Diệp Thần bước chân. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần con ngươi, chợt co rúm một cái, trong lòng hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ, căn bản không kinh suy tính. Ở bản năng chiến đấu dưới tác dụng, Diệp Thần cả người linh lực cực nhanh vận chuyển, thân hình ngay lập tức hướng một bên lướt ngang đi. Ngay tại Diệp Thần thân hình lướt ngang đồng thời, một đạo gần như trong suốt, nhưng hàm chứa uy áp kinh khủng ánh sáng rực rỡ, xuyên thấu hắn mới vừa rồi chỗ ở vị trí, trong hư không, lưu lại một cái màu đen trống rỗng, lại là bị trực tiếp đánh xuyên. Diệp Thần hướng màu đen kia lỗ thủng nhìn, thần sắc trầm xuống, một kích này. Nhìn như chỉ là đem hư không đánh xuyên một cái lỗ nhỏ, tựa hồ uy lực bình thường, nhưng Diệp Thần biết, đây là bởi vì một kích này năng lượng, vô cùng là tập trung, ngưng tụ nguyên nhân. Hơn nữa, tia sáng này nơi nhắm chính xác vị trí, bất ngờ chính là Diệp Thần ấn đường, hắn ra tay, có thể nói tàn nhẫn cực kỳ. Cái này, tuyệt không phải bị ma môn đại trận thức tỉnh, không lý trí chút nào có thể nói ma thi có thể thi triển thủ đoạn công kích. Diệp Thần tuyệt mạnh thần niệm thả ra,
ngay lập tức phong tỏa một đạo hơi thở, loài người hơi thở. Mặc dù, người này tựa hồ vô cùng là sở trường che giấu, hơi thở như có như không, cho dù là Diệp Thần, thân ở cái này ma môn đại trận bên trong, lại có một đám ma thi quấy nhiễu dưới tình huống, cũng không có phát hiện. Nhưng, mạnh đi nữa che giấu thuật, tiến hành công kích sau đó, cũng sẽ hiệu quả giảm nhiều. Cảm nhận được mình bị Diệp Thần hoàn toàn phong tỏa, trong đám ma thi, vang lên một cái thanh âm lạnh như băng nói, quả nhiên, người không có như vậy dễ đối phó. Một người nam tử, từ trong đám ma thi đi ra, hắn mặt mũi phổ thông, không nhìn ra chỗ gì đặc biệt, chính là huyết thứ vạn thông. Trong tay hắn, cầm một chuôi huyết quang dòng nước chảy, vô cùng tà dị tam lăng thứ, lúc này, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thần sắc khá là gay gắt, mặc dù, Diệp Thần chẳng qua là một người chạm ách cảnh võ giả. Nhưng, vạn thông cả đời, giết người vô số lần quanh quẩn tại sống chết bây giờ, giống như một người vô cùng điêu luyện thợ săn vậy, dần dần, hắn đối với mình ám sát đối tượng, có một loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần xem một chút, vạn thông là có thể phân biệt ra được, người này, tốt khó đối phó. Mà hiện tại, vạn thông trực giác, đang đối với hắn gầm thét. Trước mặt tên nam tử này tử, nguy hiểm tới cực điểm. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn vậy đánh lén nhất kích, có thể là tới nay không có hỗn độn cảnh hậu kỳ trở xuống võ giả, thành công tránh thoát, lại bị Diệp Thần dễ dàng tránh, vẫn là ở nơi này ma môn đại trận, cùng vô số ma thi quấy nhiễu dưới, tránh. Thậm chí, hắn mơ hồ có thể cảm giác đến, Diệp Thần trên mình tản ra cùng mình tương tự hơi thở, vậy, là trải qua vô số huyết chiến, vô số lần sắp chết mất đánh bại, chui luyện ra được khí chất. Vạn thông vậy lạnh như băng trên gương mặt, lần đầu tiên, hiện lên một nụ cười hưng phấn. Lần này, ai là thợ săn, ai là con mồi, tựa hồ, còn không xác định đây. Bất quá, như vậy chiến đấu, mới là vạn thông, một mực chỗ mong đợi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vạn thông, thần sắc hơi có vẻ trầm ngưng, tên này nhìn như thông thường thanh niên, bất ngờ là một người hỗn độn cảnh 9 tầng trời cường giả. Hơn nữa và phong thiếu vũ 9 tầng trời hoàn toàn không cùng. Vạn thông, cho hắn một loại xa xa so có thần tướng thân thể phong thiếu vũ, còn nguy hiểm hơn cảm giác. Là sống chết bây giờ mới có chiến ý. Diệp Thần ánh mắt chớp động, trường kiếm chỉ một cái vạn thông, lạnh giọng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, cút ngay cho ta, nếu không, ngươi biết chết. Mặc dù, hắn phát hiện những cái kia ma thi đối với vạn thông, lại một bộ không phản ứng chút nào hình dáng, đây chỉ có một loại giải thích, đó chính là, cái này ma môn đại trận, chính là vạn thông bố trí. Nhưng, không có ở đây và vạn thông dây dưa, đồ lan tâm bây giờ tình cảnh, thật không tốt. Vạn thông nhàn nhạt nói, ta là tới giết ngươi người, nếu như ngươi muốn nhanh lên một chút tìm được người phụ nữ kia, tốt nhất, nhanh lên một chút đem đánh bại ta. Hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị nói, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất nhanh một chút xuất thủ, thời gian lâu dài, phụ nữ kia biết hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không dám bảo đảm à. Lúc này, gần đây lãnh khốc, tựa như không cảm tình chút nào vạn thông, lại là gò má đỏ bừng, một bộ vô cùng bộ dáng hưng phấn. Hắn, không kịp chờ đợi muốn cùng Diệp Thần giao thủ. Nhiều năm qua như vậy, vạn thông ám sát kỹ xảo, càng ngày càng lớn mạnh, thực lực càng ngày càng khủng bố, bất kỳ mục tiêu, cơ hồ đều khó mà chạy khỏi hắn đánh lén nhất kích, cái này loại chết lặng giết hại, vạn thông, đã sớm chán ghét. Hắn sở dĩ, còn đang không ngừng giết hại, tiếp nhận vụ, một nguyên nhân trong đó, chính là vì gặp phải xem Diệp Thần như vậy đối thủ, để cho hắn nặng thể nghiệm mới đến ở mới bắt đầu, hắn gia nhập huyết minh lúc đó, thể nghiệm được như vậy sống chết giao phong kích thích, vui vẻ. Hơn nữa, vạn thông biết, chỉ có loại tầng thứ này chiến đấu, mới có thể làm cho mình lại đột phá, trở nên mạnh nữa. Diệp Thần nghe vậy, con người hung hăng co rúm một cái, trong mắt bên trong, sát ý tràn ngập, hắn mặc dù trên mặt còn duy trì vững chắc bình tĩnh, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Diệp Thần, đã giận dữ. Hắn ghét nhất chính là người khác cầm mình người thân, bằng hữu, người phụ nữ, sư tôn uy hiếp mình. Một khắc sau, Diệp Thần thân thể, chợt rút ra cao lên, tóc nhuốm máu vậy biến đỏ, ma khí vần quanh, một cổ chấn động tủng yêu khí, đột nhiên bùng nổ, thẳng xông lên trời cao, lại là liền ma môn đại trận, đều không cách nào đem áp chế. Diệp Thần,
lại là không chút do dự, thi triển thiên yêu thân thể. Nguyên bản, còn một bộ hưng phấn bộ dáng huyết thứ vạn thông, lại mặt đầy rung động vẻ. Yêu khí, thật là mạnh yêu khí. Hắn khó có thể tin nhìn Diệp Thần, hắn không phải là không có ám sát qua yêu tộc, thậm chí, vô cùng là cao cấp huyết mạch yêu tộc, chết ở trên tay hắn, đều có không thiếu. Nhưng cho tới bây giờ không có người nào yêu tộc, có kinh khủng như vậy yêu khí à? Cái này yêu khí, lại là để cho từ biển máu bên trong đi ra, trong tay dính liền vô số vong hồn vạn thông, cũng là tâm thần cự chiến. Những cái kia cái gọi là cao cấp yêu tộc, và trước mắt Diệp Thần so với, thật là, giống như mới vừa sanh ra tiểu yêu vậy. Chẳng lẽ, Diệp Thần là yêu tộc, vẫn là cực kỳ cường hãn yêu tộc? Vạn thông lúc này, nội tâm tràn đầy nghi ngờ. Bất quá, vạn thông cuối cùng là nghề nghiệp thích khách, tư chất tâm lý, tốt được khó có thể tưởng tượng, ngay tức thì liền chấn định lại, bỏ mặc Diệp Thần là cái gì, hắn mục tiêu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là, giết. Vạn thông trong tay màu máu tam lăng thứ, ánh sáng bạo tránh, một hồi quỷ dị màu máu, ở hắn quanh thân hiện lên, không khỏi, vạn thông thân hình, lại là mơ hồ, tựa như hóa thành một hồi màu máu khói mù làm cho không người nào có thể bắt. Mà khói mù này bên trong, lại là đột nhiên bây giờ, huyết quang bạo tránh, mấy đạo tia máu, giống như laser vậy, hướng Diệp Thần sức lực bắn tới. Huyết quang chỗ đi qua, trong hư không, để lại từng đạo màu đen dấu vết, vậy, là bị tia máu xuyên thủng, lưu lại. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ở đó tia máu thoáng hiện ngay tức thì, chính là một kiếm hung hăng chém ra, kinh khủng cự lực điên cuồng phun trào, ra chỉ tại kiếm quang bên trên. Cái này chấn thế lực, cùng vậy cực kỳ lẫm liệt, siêu thoát thứ bảy thần quốc tầng thứ cao cấp võ, thăng hoa sau đó, tiến hơn một bước chân võ ý, hoàn mỹ dung hợp, nơi hoán phát ra, chính là một đạo xu hướng tại hủy diệt lực khủng bố kiếm mang. Một kiếm này càn quét, kiếm mang không biết, vậy mấy đạo huyết quang, lại là trực tiếp tan vỡ tiêu tán. Nguyên bản, còn mang hưng phấn vạn thông, lúc này đã lâm vào chấn động tùng. Hắn cả đời này, cũng coi là kiến thức vô số cường giả, cùng vô số cường giả sống chết giao phong qua, nhưng mà, như vậy tươi đẹp một kiếm, nhưng là hắn chưa từng thấy qua à. Giao thủ, chỉ là một cái chớp mắt, vạn thông lại là liền cảm nhận được không có gì sánh kịp khí tức nguy hiểm. Nhưng mà, làm người ta không dám tin tưởng phải, vạn thông, lại cười, vô cùng điên cuồng cười. Chính là hẳn nếu như vậy, chính là muốn như vậy, mới có ý tứ à. Hắn bỗng nhiên gầm thét một tiếng, che giấu ở xương máu bên trong bóng người, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng trong đám ma thi bay ngược đi, đồng thời, một hồi quỷ dị chập chờn từ vạn thông quanh người tản mát ra. Kiếm quang qua, vô số ma thi ngay tức thì mất đi, hướng huyết sắc kia bóng người, nhanh truy đuổi đi, cơ hồ khoảnh khắc bây giờ, đây tuyệt mạnh kiếm quang, thì phải đem vạn thông đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, vạn thông đột nhiên, quát lên một tiếng lớn nói thị huyết đại pháp. Hắn quanh người quỷ dị kia chập chờn, bỗng nhiên nồng đậm lên, hướng bốn phía cuộn sạch đi, vậy vạn chúng ma thi, ở tiếp xúc tới vạn thông quanh thân chập chờn ngay tức thì, toàn bộ thân thể, lại là trực tiếp hòa tan, biến thành một cổ màu tím đen máu, hội tụ đến vạn thông trong cơ thể. Cái gì? Diệp Thần hơi kinh hãi, đây là cái gì thủ đoạn? Chớp mắt, đếm lấy tính chục nghìn ma thi, liền hoàn toàn bị vạn thông hấp thu, hắn toàn bộ trên thân hình, cũng là hiện đầy màu tím đen mạch máu, cả người ma khí lăn lộn, cặp mắt đỏ thẫm. Nhìn như, hắn thân thể, cũng gần như tan vỡ vậy. Vậy ngay tại lúc này, kiếm kia mang, rốt cuộc đã tới vạn thông trước mặt. Vạn thông trong miệng phát ra một tiếng không thuộc về mình gầm to, màu tím đen mạch máu điên cuồng ngọa nguậy, để cho hắn cả người, nhìn như đều là sợ hãi vô cùng. Một khắc sau, hắn chợt giơ lên trong tay màu máu tam lăng thứ, hướng kiếm kia mang, hung hăng đánh tới. Nguyên bản máu đỏ tam lăng thứ, lại là tựa như cùng vạn thông huyết mạch tương liên vậy, lóe lên hắc ánh sáng màu tím. Ầm một tiếng vang thật lớn, tím đen ánh sáng, cùng Diệp Thần kiếm quang, ầm ầm đụng nhau. Mãnh liệt sóng địa chấn, hướng bốn phía cuộn sạch đi, vậy trong vòng phương viên trăm dặm, rậm rạp chẳng chịt ma thi, cũng ngay tức thì mất đi. Mà toàn bộ ma môn cửa, cũng làm run rẩy. Mãng thần sơn mạch bên trong, đất đá vỡ rõ ràng, cây cối sụp đổ, mặt đất bên trên,
xuất hiện đạo đạo liệt ngân, vách núi bể tan tành. Một kích này đụng nhau, cực kỳ kinh khủng. Ánh sáng liễm hết sức, lúc này, một đạo cả người nhuộm hắc huyết dịch màu tím bóng người, xuất hiện ở bụi bậm bên trong, Diệp Thần hướng bóng người kia nhìn, không khỏi con ngươi co rúm một cái. Người này, chính là Vạn Thông, hắn đôi mắt bên trong, chiến ý cháy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cả người mặc dù hiện đầy vô số vết thương ghê rợn, cánh tay, cũng xu hướng tại gãy, nổ tung, nhưng, hắc ánh sáng màu tím lững lờ gian, Vạn Thông, lại là đang bay nhanh khép lại. Diệp Thần sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, mới vừa rồi một kiếm kia, là hắn trình độ cao nhất một kiếm, lại là bị cái này Vạn Thông, chỉ như vậy chặn lại. Hơn nữa, xem bộ dáng kia của hắn, mặc dù thê thảm, có thể Diệp Thần biết, một kiếm này, không có thương tổn đạt tới Vạn Thông căn nguyên. Hắn chút nào không để cho cùng Vạn Thông đối mặt, một bên điều chỉnh linh lực trong cơ thể, hắn ở xúc thế. Diệp Thần đã cực kỳ lâu, không đang trong chiến đấu xúc thế. Bởi vì, không cần, hắn công kích, đã quá sợ hãi, nơi nào còn muốn xúc thế. Có thời gian xúc thế, không bằng hơn chém mấy kiếm. Nhưng, giờ phút này đối mặt Vạn Thông, Diệp Thần chiến đấu trực giác, nhưng lập tức tự mình nói, hạ một kiếm muốn mạnh hơn, kinh khủng hơn, nếu không, cuộc chiến đấu này sẽ chỉ hoãn rất lâu. Mà nếu như, muốn đạt tới tầng thứ cao hơn uy lực, chỉ có xúc thế. Trường kỳ kháng chiến, cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, vậy, tuyệt không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Vạn Thông một bên khôi phục thân thể, một bên lại là đối với Diệp Thần tán thưởng cười nói, một kiếm thật là khủng khiếp. Nếu là ở bình thường, ta, hẳn đã chết chứ. Cho dù là hiện tại, nhớ lại mới vừa rồi, đối mặt một kiếm kia lúc cảm giác, Vạn Thông, toàn thân bắp thịt, cũng còn đang khẽ run. Một kiếm kia bên trong, Vạn Thông, cảm nhận được tử vong. Rất lâu sau đó, không có cảm thụ qua tử vong. Bất quá, hắn run rẩy, nhưng là hưng phấn run rẩy, mà không phải là sợ hãi run rẩy. Cái này loại đối mặt cái chết kích thích, mới là Vạn Thông, một mực đang đeo đuổi trước à. Chỉ có loại kích thích này, mới có thể để cho hắn đã sớm chết lặng linh hồn, lần nữa, dâng lên một chút gợn sóng. Chỉ có đối mặt cái chết lúc đó, Vạn Thông, mới có thể cảm giác được, mình còn sống. Vạn Thông có chút say mê mỉm cười nói, đáng tiếc à, chúng ta chiến đấu chi địa, là ở nơi này táng ma chi địa, ha ha, Diệp Thần, người không biết chứ. Ta bị người ta gọi là huyết thứ, tại sao, sẽ bị gọi là huyết thứ đâu? Bởi vì, ta là đệ nhất thần quốc, triệu năm qua máu đạo đệ nhất thiên tài à. Có thể đem máu lực, trực tiếp hút vào bên trong cơ thể, dùng để công kích. Mà đây vô số bị ma môn đại trận đánh thức ma tộc thi thể, ở những người khác xem ra, có thể là phế vật, đối với ta mà nói, nhưng là lấy không bao giờ hết, dùng không hết bảo tàng. Chỉ cần đem thi thể này bên trong, còn sót lại một chút máu tươi hóa vào bên trong cơ thể, không chỉ có, ta lực lượng, sẽ có được thật to tăng lên, liền thương thế, cũng có thể cực nhanh khôi phục. Hắn đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười tà dị nói, Diệp Thần, nếu như muốn đánh bại ta, ngươi còn muốn cường đại hơn, càng rung động mới được à, dù sao cũng, không nên để cho ta thất vọng, tiếp tục, để cho ta cảm thụ tử vong đi. Đáng chết! Nghe được Vạn Thông lời nói, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng. Nào đó loại ý nghĩa lên, lúc này Vạn Thông, liền cùng thượng cổ 10 sát tống trạch như nhau, ở nơi này táng ma chi địa bên trong, gần như không chết. Hắn ngược lại là cũng không khỏi không bội phục Vạn Thông máu đạo thiên phú, phải biết. Vạn Thông như vậy cách làm, cho dù có vô số thi thể giúp đỡ, vậy cơ hồ là không thể nào làm được. Thậm chí so Lâm Tuyệt Long như vậy biến thái hấp thu cũng còn đáng sợ hơn mấy phần. Dẫu sao, cưỡng ép hấp thu nhiều máu như vậy khí, vẫn là ma tộc huyết khí, vào bên trong cơ thể, cơ hồ là 100% muốn bạo thể mà chết, tối thiểu, cũng phải cần trọng thương. Có thể Vạn Thông, nhưng chẳng biết tại sao, lại là có thể trực tiếp đem huyết khí. Đổi thành là công kích, để cho thân thể ở vào một cái sẽ không hỏng mất thăng bằng bên trong, hắn thậm chí liền mình đã bị tổn thương, cần muốn bấy nhiêu huyết khí khôi phục, cũng tính toán biết. Như vậy thứ nhất, mới đưa không thể nào hóa là có thể. Nhưng, dù vậy, so khôi phục, Diệp Thần tự nhiên không sợ, hắn có lòng tin, có thể đem Vạn Thông trấn áp, có thể hắn lại không có như vậy nhiều thời gian. Đây là,
gặp Diệp Thần không có động tác, Vạn Thông thân hình động một cái, lại là trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới, nguyên bản bị Vạn Thông hấp thu mấy chục ngàn ma thi, trống ra địa phương, lúc này, lại leo ra ngoài vô số hình thù kỳ lạ quái trạng bóng người, mà thân ảnh này xuất hiện ngay tức thì, lần nữa hóa là cuồn cuộn màu tím đen sông máu, bơm vào đến Vạn Thông trong cơ thể. Trong tay hắn tam lăng thứ, bộc phát ra một đạo tím ánh sáng màu đen. Mà Diệp Thần nhưng là ánh mắt chớp động, đột nhiên thân hình động một cái, lại hướng phía sau bay ngược đi. Vạn Thông hơi sững sờ, ngay sau đó, gương mặt bên trên, hiện lên một đạo vẻ giận dữ. Diệp Thần lui, lại lui, làm sao có thể lui, tiếp tục công kích à, tiếp tục để cho ta, thể nghiệm tử vong à. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Quanh thân phân bố tím ánh sáng màu đen cùng nhau, cả người tựa như hóa thành một đạo hắc động vậy, càng nhiều hơn ma tộc thi thể hòa tan là sông máu, bơm vào đến Vạn Thông trong cơ thể, mà Vạn Thông tốc độ, cũng ở đây ngay tức thì bạo tăng, hắn lại là không để ý trước thân thể hỏng mất nguy hiểm, vậy muốn đuổi kịp Diệp Thần, ép Diệp Thần ra tay. Mà Diệp Thần một bên bạo lui, một bên, điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể hết thảy lực lượng. Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch vận chuyển. Huyền diễm hội tụ quanh thân. Vô tận ma khí cuồn cuộn. Cuồng bạo cự lực, ngưng tụ vào một chút, lấy lực chi đạo, tiến hành điều khiển. Chân võ ý, cùng giết liền đạo kết hợp, bùng nổ càng lực lượng mạnh. Phần huyết quyết, thần ma luân hồi quyết, cực hạn vận chuyển, máu thần, luân hồi huyết mạch cùng thiên yêu thân thể vân. Vân tuyệt mạnh huyết mạch, kích thích lại kích thích. Nếu trình độ cao nhất một kiếm không cách nào đem Vạn Thông hoàn toàn mất đi, như vậy thì vượt qua trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, màu tím đen bóng người ở Diệp Thần trước người chớp mắt, Vạn Thông lại là đã đuổi kịp Diệp Thần, hắn cười như điên nói, như vậy, ngươi liền không có cách nào né đi. Trong tay tam lăng thứ, ánh sáng tím bạo tránh, hung hăng hướng Diệp Thần đập tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, huyết quang bạo tránh, mạnh mẽ phong áp, cuộn sạch bốn phía. Đem vô số ma thi thổi được thân thể bể tan tành, bay về phía xa xa, mà Vạn Thông trên mặt nụ cười, nhưng là chợt đọng lại. Hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, máu theo tam lăng thứ, dòng nước chảy trên đất, đỏ tươi máu. Một kích này, lại là trực tiếp xuyên qua Diệp Thần ngực, ở hắn trước ngực, mở một cái cỡ quả đấm lỗ máu. Diệp Thần, lại là không tránh, trực tiếp nhận chịu hắn kinh khủng này nhất kích. Đột nhiên. Một cổ tuyệt cường lực tính, từ Vạn Thông trên cánh tay truyền tới, hắn sắc mặt biến đổi, cúi đầu nhìn, chỉ gặp một cái tay, giống như vòng sắt vậy, vững vàng giữ lại Vạn Thông cổ tay. Vậy, là Diệp Thần tay. Làm sao có thể? May là tư chất tâm lý cực cao Vạn Thông, đều là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhận chịu như vậy nhất kích, không có chết, đã là kỳ tích, lại, còn có thể bắt được tay mình. Hơn nữa. Lực lượng kia là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp cảm nhận được Diệp Thần trong cơ thể dũng động cự lực, Vạn Thông đầu óc, đều phải nổ tung. Liền vào giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt, chợt bộc phát ra một đạo chói mắt cực kỳ sạch bóng, chợt quát lên, ngươi không phải là muốn thể nghiệm tử vong sao? Không phải là muốn để cho ta công kích sao? Vậy, liền thể nghiệm cái đủ đi. Hắn gắt gao nắm Vạn Thông, trường kiếm trong tay, màu máu phù văn, phảng phất bốc cháy vậy. Bộc phát ra chói mắt tia máu. Giờ khắc này, Diệp Thần đem con mình loại lực lượng, nổi lên đến trình độ cao nhất, dung hợp đến trình độ cao nhất, thậm chí liền gặp phải vậy công kích chí mạng, Diệp Thần cũng không có né tránh, vì chính là muốn không để ý hết thảy đánh vào cực hạn. Một kiếm này, Diệp Thần thì phải đem cái gọi là cực hạn, trực tiếp chảm phá. Chỉ ta lăng tiêu, đồ thần phá thiên. Trường kiếm nâng lên ngay tức thì, Vạn Thông trong mắt. Tựa như chỉ còn lại có cái này thanh trường kiếm, hắn tim đập điên cuồng gia tốc, máu, gần như sôi trào, trong mắt, là vô cùng si mê. Cái này, chính là hắn muốn cảm nhận được à, cái này, là cùng tử vong đến gần nhất một kiếm. Thời gian, tựa như chậm lại, vạn vật, làm ngừng, liền liền vậy vô cùng nhanh chóng một kiếm, đều là dần dần đổi chậm lại, nguyên bản còn mặt hiện vẻ si mê Vạn Thông. Trong mắt nhưng là bỗng nhiên hiện ra vô cùng sợ hãi. Hắn, sốt cuộc sợ. Cái này gần đây theo đuổi chết Vạn Thông, ở một kiếm này trước mặt, cũng không nhịn được, sợ hãi. Âm một tiếng,
Vạn Thông bị Diệp Thần bắt cánh tay kia, trực tiếp hóa là xương máu nổ tung, cả người cũng là hóa thành một đạo màu tím đen tàn ảnh, hướng phía sau bạo lui đi. Hắn máu đạo thần thông, không để ý hậu quả thi triển, vô tận ma thi, cũng hóa là cuồn cuộn sông máu, bơm vào đến Vạn Thông trong cơ thể. Làm như vậy, có thể sẽ lưu lại vô cùng là nghiêm trọng hậu di chứng, nhưng lúc này, Vạn Thông biết không lo được nhiều như vậy, sống chết, ngay tại một đường. Một khắc sau, cơ hồ không có thời gian cách nhau, Diệp Thần một kiếm này kiếm mang, liền trực tiếp hung hăng đánh tới Vạn Thông trên mình. Mà Vạn Thông quanh thân, đã bị đậm đà cực kỳ màu tím đen huyết quang bọc, huyết quang kia, giống như nhộng ve sầu vậy, hóa thành phòng vệ. Kiếm mang cùng ánh sáng tím, khoảnh khắc va chạm, không có dự đoán bên trong nổ vang, chấn động, mà là không tiếng động. Màu tím kia nhộng ve sầu giống vậy huyết quang, vậy ngưng tụ vô số thiên ma máu tươi biến thành huyết quang, ở dưới một kiếm này, lại là im hơi lặng tiếng, trực tiếp biến thành bột tiêu tán. Một kiếm này, hung hăng chém vào Vạn Thông trên mình. Một cổ giống như diệt thế sóng thần giống vậy cự lực cùng lẫm liệt đến không cách nào hình dung kiếm ý, tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn kinh mạch, xương thịt, nội tạng, toàn bộ khuấy bể. Vạn Thông thân thể, điên cuồng hướng sau bay ngược, một bên đổ bay, một bên điên cuồng tan vỡ trước, hắn điên cuồng hét lên lại điên cuồng hét lên, không ngừng hấp thu cái này táng ma chi địa ở giữa vô số ma thi, nhưng căn bản, không cách nào gặp phải thân thể hỏng mất tốc độ à. Âm một tiếng, Vạn Thông thân thể không lành lặn, đem một đạo núi to, trực tiếp đụng vì bột, cả người, chôn chôn ở vậy cát bụi bên trong. Diệp Thần nhẹ nhàng thở hào hển, cả người đã bị mồ hôi và màu máu thấm ướt, mới vừa rồi một kích kia, cho dù là hắn, thi triển ra, vậy vô cùng là miễn cưỡng. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt, luân hồi mộ địa lăng thiên tiễn thần thả một phần chia lực lượng bảo vệ mình. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, vẫn là gần đây đoạn thời gian này, Diệp Thần không ngừng cùng chí cường tồn tại giao thủ, trong vô hình, hấp thu vô số kinh nghiệm chiến đấu, võ đạo cảm ngộ, mới có thể làm được. Mà lúc này, chung quanh ma thi, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, xem ra, cho dù cái này táng ma chi địa, mai táng tử lượng cao ma thi, cũng không chịu nổi Vạn Thông như vậy hấp thu, cái này một phiến khu vực ma thi, hẳn đã đều bị hắn nơi đã tiêu hao hết. Diệp Thần thân hình động một cái, liền xuất hiện ở tòa kia biến thành nát bấy núi to trước, vung tay lên, cát bụi tung bay, lộ ra mai táng ở dưới đáy Vạn Thông bóng người. Diệp Thần mắt nhìn xuống hắn, Vạn Thông nhận chịu vậy vượt qua cực hạn một kiếm, lại là còn dư một hơi. Cái này đệ nhất thần quốc, vạn năm tới thứ nhất máu đạo thiên tài, xem ra, tuyệt không phải từ khen nói như vậy. Bất quá, cho dù còn sống, cũng là vô cùng thê thảm trạng thái. Vạn Thông thân thể, cơ hồ đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại có bộ phận nửa người trên, liền tứ chi cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cả người hơi thở, vô cùng là suy yếu, bây giờ Vạn Thông, sợ rằng một cái người phàm, cũng có năng lực đem đưa vào chỗ chết. Nhưng, Diệp Thần, lại không có lập tức ra tay kết hắn. Vạn Thông khó khăn hướng Diệp Thần nhìn, lại là còn có thể lộ ra một vô cùng khó coi mỉm cười mở miệng nói. Diệp công tử, chắc có cái gì muốn hỏi ta chứ? Diệp Thần nhàn nhạt nói, là ai, phái ngươi tới? Vạn Thông nói, ta là đến từ đệ nhất thần quốc, tổ chức sát thủ hạng thứ ba huyết thứ đệ nhất sát thủ, huyết thứ Vạn Thông, còn như Diệp công tử muốn hỏi, hẳn là ủy thác chúng ta huyết thứ ám sát người khách nhân thân phận chứ? Cái này, ta cũng không biết. À, Diệp Thần trong mắt sắc bén chớp mắt nói, vậy, ngươi cũng chưa có bất kỳ chỗ dùng nào. Dứt lời, Diệp Thần chân vừa nhấc, thì phải hướng Vạn Thông đạp đi. Vạn Thông nhưng là quỷ dị cười một tiếng nói, Diệp công tử, giết ta, người coi như không thấy được đồ tiên tử liền à. Diệp Thần nghe vậy, con người chợt co rúc lại, tuyệt mệnh sát ý bùng nổ nói, các ngươi, đối với Đồ Lan Tâm ra tay. Vạn Thông nhưng vẫn duy trì trấn định nói, không phải chúng ta đặc biệt giao phó những sát thủ khác, không nên đối với Đồ Lan Tâm cô nương xuất thủ. Nhưng là, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta vị kia quý khách, tựa hồ, cũng không an phận. Diệp Thần cau mày nói, người nói là, ủy thác người các ngươi, không chỉ có ủy thác các ngươi đối với ta động thủ, hơn nữa, còn âm thầm bắt cóc Đồ Lan Tâm. Vạn Thông gật gật đầu nói, không sai, xem ra,
tên này quý khách đối với ta cùng cũng không yên tâm, nếu như chúng ta thất bại, Đồ tiên tử, liền sẽ trở thành là hắn đối phó ngươi tiền đặt cuộc. Mà muốn biết rõ người ủy thác thân phận, chỉ có tìm được huyết thứ trụ sở chính mới được. Ta huyết thứ trụ sở chính, mặc dù bí mật, nhưng lấy Diệp công tử năng lực, chắc hẳn tốn trên một chút thời gian, vậy có thể tìm được, bất quá, Diệp công tử, người cảm giác được mình có cái đó thời gian sao? Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nếu như Đồ Lan Tâm thật bởi vì mình, rơi vào ngạt trong tay của người, hắn dĩ nhiên là phải nhanh một chút đem nàng cứu ra, cho dù là sớm một giây, Diệp thần vậy nguyện ý làm bỏ ra vô số giá phải trả. Diệp thần ngưng mắt nhìn Vạn Thông nói, ngươi có thể nói cho ta, huyết thứ trụ sở chính chỗ. Vạn Thông cười nói, ta giàu gì, cũng là huyết thứ đệ nhất sát thủ, tự nhiên có thể, bất quá, Diệp công tử hẳn có thể tìm được Đồ tiên tử hiện tại chỗ ở vị trí chứ. Không bằng, trước mang ta đi chỗ đó, kiểm chứng một phen ta mới vừa rồi nói, mới quyết định như thế nào. Diệp thần nhìn Vạn Thông thần sắc, nhưng trong lòng thì bộc phát nặng nề, bởi vì lúc này Vạn Thông lại là vô cùng tự tin. Một khắc sau, Diệp thần chợt cầm lên Vạn Thông thân thể không lành lặn, hướng một cái hướng khác, nhanh chóng bước đi. Mãng thần sơn mạch nơi nào đó, một người mặc màu đen quần lụa mỏng, mặt mũi vô cùng đẹp lạnh lùng cô gái, đang cả người đổ mồ hôi đầm đìa, gắng sức quơ trường kiếm trong tay, ngăn cản một cái ma thi công kích. Cô gái này, bất ngờ chính là Đồ Lan Tâm. Và Diệp thần dự liệu như nhau. Lấy Đồ Lan Tâm thực lực, cho dù là ngăn cản những thứ này ma thi, cũng đã vô cùng là cực khổ. Nhưng đột nhiên bây giờ, vậy muôn vàn ma thi, lại là đồng thời, ngừng động tác. Đồ Lan Tâm thấy vậy, hơi sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, trong đám ma thi, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở Đồ Lan Tâm mắt đẹp bên trong, một đạo chàng trai bóng người. Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên. Hiện lên vẻ vui mừng nói, Diệp thần là ngươi sao? Có thể đồng thời trấn nhiếp cái này dù sao cũng ma thi, lại tìm được mình, Đồ Lan Tâm theo bản năng nghĩ tới Diệp thần. Có thể, nam kia tử nghe vậy, nhưng là phát ra một tiếng cười khẽ nói, Đồ tiên tử tốt si tình à, thời gian đầu tiên, nghĩ tới chính là thằng nhóc kia. Vậy, là một đạo hoàn toàn xa lạ thanh âm. Đồ Lan Tâm mắt đẹp run lên, có thể trấn nhiếp muôn vàn ma thi. Tìm được mình, lại biết tên mình. Lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên đã sớm nghĩ đến, mình các người bị người thiết kế, hơn nữa, người này rất có thể, còn cùng thiên ma có liên quan. Mà tên kia thần bí nam tử, nếu như không phải là Diệp thần mà nói, thì rất có thể, chính là lần này mọi người bị kẹt vào trong trận bàn tay đen sau màn. Sắc mặt nàng biến đổi, cả người kiếm ý kích động, trường kiếm chỉ một cái vậy chậm rãi đến gần thanh âm nam tử. Khẽ kêu nói, ngươi là người phương nào, không nên tới. Nàng biết, cái này nam tử nếu có thể khống chế những thứ này ma thi, không luận về thực lực như thế nào, ở đại trận này bên trong, mình tuyệt không thể nào là đối thủ của đối phương. Nàng có thể làm, chỉ có trì hoãn thời gian. Đây là, tên kia nam tử rốt cuộc đi tới Đồ Lan Tâm trước người, hắn mặt mũi anh tuấn, ngũ quan đường danh thâm thúy, một món quyển khúc lưu hải, rũ ở trên trán. Chính là vậy Vạn Pháp Tông thiên tài đệ tử, Cao Ân. Cao Ân tựa hồ biết Đồ Lan Tâm dự định, trong mắt mang nhàn nhạt khinh thường, nhưng, vẫn là tao nhã lịch sự tự giới thiệu mình, Đồ tiên tử lễ độ, tại hạ, tên là Cao Ân, là Vạn Pháp Tông bên trong đệ tử chân truyền. Vạn Pháp Tông, Đồ Lan Tâm trong lòng chấn động một cái, giống như gặp phải sét đánh vậy. Đệ nhất thần quốc một nhóm thế lực Vạn Pháp Tông, lại cùng ma tộc có chút cấu kết. Mà đây Cao Ân, nếu cầm loại chuyện này, nói cho mình, hiển nhiên, là không có định bỏ qua cho nàng. Một khắc sau, Đồ Lan Tâm, lại là không chút do dự, hướng Cao Ân một kiếm chém tới. Ngồi chờ chết, không phải là thói quen của nàng. Cao Ân thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ, ngay cả ý né tránh, cũng không có. Mà vậy tản ra cực mạnh kiếm khí một kiếm, ở cách Cao Ân ấn đường, còn có không tới một tấc vị trí, dừng lại. Cuồn cuộn kiếm khí, khoảnh khắc bây giờ, biến thành hư không. Đồ Lan Tâm mặt đẹp trắng bệch, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao có thể như vậy? Mình một kiếm này, vì sao chém không đi xuống? Thật giống như, nàng thân thể không chịu mình khống chế vậy. Cao Ân mỉa mai cười một tiếng nói, Đồ tiên tử, có phải hay không thật là tò mò,
tại sao không cách nào đối với ta động thủ chứ? Ha ha, nếu như hai người bây giờ, thực lực sai biệt quá lớn, liền sẽ theo bản năng sợ hãi, lùi bước, Đồ tiên tử, người võ đạo bản năng cầu sinh, đều ở đây nói cho ngươi, bổn công tử, không phải ngươi có thể mạo phạm tồn tại, ngươi, hiểu chưa? Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, tràn đầy hàn sương, thân hình vừa lui, thì phải hướng phía sau bỏ chạy, nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, nàng chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, Cao Ân bóng người, liền biến mất. Ngay tại lúc này, Cao Ân thanh âm, từ sau lưng nàng vang lên nói, Đồ tiên tử, đừng đang làm dãy dụa vô nghĩa, được không? Cao Ân lại là trực tiếp xuất hiện ở Đồ Lan Tâm sau lưng. Đồ Lan Tâm dừng chân một cái, ngay tức thì xoay người, nhìn đang cân nhắc đánh giá mình Cao Ân, mặt đẹp bên trên, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cắn chặt hàm răng, mắt đẹp ánh sáng không ngừng chớp động. Mau suy nghĩ một chút, còn có cái gì phương pháp, có thể trì hoãn nữa. Nàng tin tưởng Diệp Thần rất nhanh liền sẽ tìm được mình, chỉ cần Diệp Thần tới, cho dù là cái này vô cùng quỷ dị, vô cùng kinh khủng Cao Ân, cũng không đủ gây sợ hãi. Cao Ân tựa như xem thấu nàng tâm tư vậy, mỉm cười nói, người có phải hay không muốn trì hoãn thời gian? Đồ Lan Tâm yên lặng. Cao Ân tiếp tục nói, thật ra thì, ở chỗ này cùng Diệp Thần tìm tới, vậy không việc gì, bất quá, đáng tiếc là bổn công tử đến tìm ngươi thời điểm, lại là không cẩn thận, bị cái đó gọi Tống Kim Nghĩa tiểu tử phát hiện. Mặc dù, hắn đã bị bổn công tử trọng thương, phỏng đoán sống không được bao lâu chứ. Nhưng, thằng nhóc này ngược lại cũng quả thật có mấy phần quỷ dị, bổn công tử một không cẩn thận, lại bị hắn trốn. Vì để tránh cho gây thêm rắc rối, ta chỉ có thể, lại chọn một chỗ, tới thành tựu ta cùng Diệp công tử quyết chiến địa điểm à, mà ngươi chính là con mồi. Hắn hướng về phía Đồ Lan Tâm cười một tiếng, lộ ra một miệng chỉnh tề răng trắng nói, dẫu sao, ngươi cũng biết, vạn nhất ta cùng ma tộc có liên lạc chuyện, bị ai phát hiện, truyền đi, gặp phải thất đại thần quốc vây công nói, cho dù là ta vạn pháp tông, cũng có chút không chịu nổi à. Thứ bại hoại. Đồ Lan Tâm mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ phẫn hận, bất luận là Cao Ân muốn dùng mình làm con tin, vẫn là thân vì nhân loại nhưng cùng thiên ma cấu kết, cũng chỉ có cái từ này có thể hình dạng. Ngươi mắng ta. Cao Ân sắc mặt trầm xuống, thân hình một cái chớp động, đã đến Đồ Lan Tâm trước người, một cái tát hướng Đồ Lan Tâm mặt đẹp quạt đi. Bót đích một tiếng, Đồ Lan Tâm thậm chí cũng không có phản ứng kịp, liền bị Cao Ân một chưởng lật úp trên đất, mặt đẹp hơi sưng lên. Khóe miệng trào máu, cả người đều bị một chưởng này phiến được bất tỉnh khuyết. Cao Ân cân nhắc bốc lên Đồ Lan Tâm cầm, cười nói, lớn lên ngược lại là vô cùng đẹp, đẹp như vậy người phụ nữ, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ dơ chứ. Ha ha! Hắn đột nhiên thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, bổn công tử đối với đàn bà không có hứng thú. Dứt lời, hắn mở ra Đồ Lan Tâm túi đựng đồ, đem một khối ngọc bài, tùy ý ném ở trên mặt đất. Liền dẫn Đồ Lan Tâm, từ tại chỗ biến mất. Cao Ân khóe miệng, mang một chút nghiền ngẫm nụ cười, bộ dáng kia giống như là mèo đang đùa bỡn con chuột vậy. Dẫu sao, nếu là anh hùng cứu mỹ nhân, thì phải khó khăn một chút, khúc chiết một chút, không phải sao? Quá dễ dàng bị Diệp Thần tìm được, há chẳng phải là liền không có ý nghĩa? Không lâu sau, Diệp Thần liền dẫn Vạn Thông, chạy tới nơi này, hắn một mắt. Đã nhìn thấy bị ném xuống đất ngọc bài, trong mắt, phảng phất thoáng qua vạn đạo mất đi hết thảy sợ hãi xâm xét. Mà lúc này, chung quanh ma thi, gầm thét một tiếng, liền hướng Diệp Thần vọt tới. Cho ta cút! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, kiếm quang nổ lên, chôn vùi vạn vật. Lạnh thấu xương kiếm mang, như băng xương cự long vậy, không chỉ có đem hàng ngàn hàng vạn ma thi chiếm đoạt, liền liền ma môn đại trận. Đều là bị Diệp Thần cái này giận đùng đùng một kiếm, chém ra một đạo liệt ngân, Diệp Thần thân hình chớp mắt, lại là trực tiếp phá trận ra. Hắn phải lập tức tìm được máu kia đâm tổng bộ chỗ, biết rõ hết thảy các thứ này, là người phương nào nơi là. Hắn bảo đảm, bất luận là ai, nhất định phải người này, trả giá thật lớn. Đệ nhất thần quốc nơi nào đó hoang dã, nơi này đủ loại mạnh mẽ yêu thú hoành hành, là một nơi hiếm vết người đất cằn sỏi đá. Hoang dã bên trong, có một cái hang đá, thạch động này, nhìn như thông thường tồn tại, nhưng vẫn hướng lòng đất dọc theo không biết bao xa, hắc ám bên trong, tựa hồ còn có cái gì, đang chăm chú nhìn thạch động lối vào.
Đột nhiên bây giờ, hàng đá lối vào, bóng người chớp mắt, một người sắc mặt âm trầm chàng thanh niên, xuất hiện ở nơi đó. Thạch động này, chính là Vạn Thông nói huyết thứ cổng vào chỗ. Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền hướng trong động bay vút đi, thời gian đảo mắt, liền đã tới đáy động. Thạch động này phần đáy, lại là tạo trước một đạo vô cùng rộng lớn màu máu cửa. Trên cửa, khắc ấn một cái tay quỷ dạng hình vẽ, chính là huyết thứ ký hiệu. Diệp Thần đứng ở trước cửa, cổ tay lộn, một chuôi đen nhánh trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Hai đạo thân ảnh, mai phục ở cửa một bên hắc ám bên trong, tựa hồ, là hai người mặc áo bào đen, một mập một gầy nam tử. Trong đó gầy tên kia nam tử kinh hô, ồ, có người tới. Mập nam tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, lúc này hướng Diệp Thần nhìn, bất quá, làm hắn thấy rõ ràng Diệp Thần bóng người lúc đó. Nhưng là khinh thường cười một tiếng nói, ha ha, chảm ách cảnh. Loại phế vật này, cũng dám xông vào ta huyết thứ trụ sở chính. Sợ không phải lạc đường chứ. Ta ra tay, đem giải quyết chính là. Chờ một chút. Đây là, gầy nam tử đột nhiên kéo lại hắn đồng bạn. Thế nào, mập nam tử nhìn về phía xấu tử, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, giải quyết một cái chảm ách cảnh phế vật, chính là nghiền chết con kiến giống vậy sự việc, còn muốn đợi một chút. Có cái gì tốt chờ? Gầy nam tử cười hắc hắc nói, ngươi trực tiếp giết cũng quá không thú vị, đầu kia ngục máu chó, đã lâu không ăn thịt người chứ? Hi hi, ngươi chẳng lẽ không muốn xem, máu kia ngục chó đem thằng nhóc này sống cắn chết, cắn nuốt một màn. Suy nghĩ một chút thằng nhóc này sợ hãi, gào thảm hình dáng, vậy nhất định rất thú vị chứ? Mập mạp ánh mắt sáng lên, đánh chụp xấu tử bả vai cười nói, vẫn là thằng nhóc ngươi cơ trí à? Ta vậy thì đi cầm đầu kia ngục máu chó thả ra. Ngay tại Diệp Thần giơ kiếm, chuẩn bị chém về phía vậy tia máu sắc cửa lúc đó, hắc ám bên trong, nhưng là chợt truyền ra một tiếng thú gào, một hồi vô cùng tanh hôi hơi thở, hướng Diệp Thần vọt tới. Một đạo màu máu cặp mắt, ở hắc ám bên trong lóe lên sắc bén, huyết màu bên trong, tản ra vô cùng là máu, vô cùng đói khát vẻ. Một khắc sau, một đạo toàn thân đỏ tươi, giống như gấu to vậy to lớn, răng nhọn sắc bén, móng nhọn âm hàn đồ sộ chó, liền hướng Diệp Thần, cuồng phát tới. Vậy đồ sộ chó quanh thân, tản ra vô cùng huyết khí nồng nặc, tựa như chiếm đoạt qua vô số máu thịt vậy, hắn bất ngờ, là một đầu huyết mạch ưu việt khủng bố yêu thú. Hắc ám bên trong hai người áo bào đen nam tử, đều là mặt hiện mỉm cười tàn nhẫn, cặp mắt sáng lên, vô cùng mong đợi thấy Diệp Thần bị ngục máu chó cắn chết. Xé nát một màn kia, bọn họ tựa như đã nghe được Diệp Thần phát ra kêu thảm thiết. Diệp Thần sắc mặt lãnh đạm quét máu kia ngục chó một mắt, giơ tay lên một kiếm, hướng ngục máu chó chém tới. Hai người nam tử thấy vậy, đều là mặt hiện vẻ châm chọc, ngu xuẩn, một cái chảm ách cảnh phế vật, thấy máu này ngục chó nhào tới, không nghĩ chạy trốn, né tránh, lại vẫn muốn công kích ngục máu chó. Hơn nữa, bọn họ nhìn ra được, thằng nhóc này cố làm chấn định. Thật ra thì, nội tâm đã khủng hoảng đến không cách nào hình dạng, đều không thể bình thường suy tư chứ. Một kiếm này, bọn họ xem ghi bàn thắng minh, Diệp Thần không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, một kiếm bên trên, không mang theo có một chút linh lực, chính là bình thường, hoàn toàn dựa vào thân xác lực lượng, chém ra một kiếm. Hai người trên mặt nụ cười châm chọc, bộc phát đậm đà, dựa vào thuần lực lượng công kích ngục máu chó. Tự tìm cái chết ở giữa tự tìm cái chết. Ngục máu chó, vốn là thuộc về thân xác vô cùng cường hãn, lực lớn vô cùng kiểu yêu thú, mà nhân tộc đâu. Nhân tộc thực tế sức chiến đấu, chủ yếu vẫn là ở linh lực lên, coi như là thể tu, trừ phi những cái kia vạn cổ yêu nghiệt vậy tồn tại, nếu không, vậy rất khó cùng thân xác cường hãn yêu thú tranh. Hết thảy các thứ này, đều nói minh Diệp Thần căn bản đã không cách nào giữ lý trí. Một kiếm này, là kinh hoàng thất thố một kiếm, không thể nào có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí, liền ngục máu chó ra, cũng cắt không ra chứ. Giữa lúc hai người khi nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần một kiếm này rốt cuộc rơi vào bay tấn công mà đến ngục máu chó trên đỉnh đầu. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Diệp Thần, cái này tiện tay hôi ra dưới một kiếm, vậy nhìn như vô cùng hung hãn, cả người kiên cố bắp thịt ngục máu chó. Lại là trực tiếp, bể thành một đoàn xương máu, vô căn cứ tiêu tán. Vậy hắc ám bên trong,
một mập một gầy hai người nam tử thấy vậy, chính là hoàn toàn thử ra. Nguyên bản trên mặt châm chọc nụ cười, ngay tức thì đọng lại, trong chốc lát hai người phảng phất bị lạnh vô cùng gió bão, trực tiếp đông vậy. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Bọn họ không hẹn mà cùng dụi mắt một cái, cũng lấy vì mình thấy được ảo giác. Nhưng mà, bọn họ thấy đứng ở đó đỏ tươi trước cửa, ở hai bên cửa lớn mở tối cây đuốc ánh chiếu dưới, từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Thần. Hết thảy đều là thật. Ngược lại thì bọn họ mới vừa rồi thả ra đầu kia ngục máu chó, liền từng tia tồn tại dấu vết, cũng không có để lại, phảng phất ảo giác vậy. Hai suy tư của người, đều phải nổ tung à. Trước mắt tên này chảm ách cảnh thanh niên, lại là chỉ dựa vào thân xác lực, liền một kiếm đem ngục máu chó mất đi. Nhìn như, còn một bộ vô cùng ung dung dáng vẻ, căn bản không có dùng hết toàn lực. Đây là một loại như thế nào khủng bố à? Hai người há miệng run rẩy cầm ra một quả ngọc bài, muốn hướng về phía huyết thứ những đồng bạn truyền tin, bọn họ không biết, Diệp Thần vì sao sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi thực lực, nhưng này nhóm cường giả, không có chút nào thông báo xuất hiện ở huyết thứ tổng bộ trước cửa, sợ rằng, người tới không tốt. Có thể không chờ bọn họ nói chuyện, thanh niên kia, nhưng là lần nữa giơ trường kiếm lên. Mập gầy nam tử con ngươi co rúm một cái, Diệp Thần, muốn làm gì? Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, mập gầy nam tử, đều là há hốc miệng ba, trợn mắt hốc mồm, cằm đều phải rơi xuống đất đi. Diệp Thần, lại là một kiếm, trực tiếp đem trước mặt vậy phiến màu máu cửa, chém thành phấn vụn liền à. Vậy cánh cửa, nhưng mà lấy vô số cực phẩm vật liệu, mấy đạo thượng cổ trận pháp, củng cố mà thành à, hỗn độn cảnh đỉnh cấp tồn tại, cũng căn bản không cách nào kích phá, liền bị Diệp Thần như thế một kiếm chém bể. Hai người cả người cự chiến, tâm đảm tất cả hàn, nhìn nhau một cái, lại đều là trực tiếp đem ngọc trong tay bài bỏ lại, hướng hang đá ra, điên cuồng chạy thục mạng. Mà toàn bộ huyết thứ trong trụ sở chính tất cả sát thủ, lúc này đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Toàn bộ huyết thứ trụ sở chính, cũng bởi vì Diệp Thần một kiếm kia, mà thuộc về kịch liệt chấn động bên trong, phảng phất xảy ra cấp 10 động đất vậy. Một đạo nam tử bóng người, cực nhanh xông vào huyết thứ bên trong. Mấy tên mặc hắc bào sát thủ, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở trụ sở chính lối vào, bọn họ liền muốn xem giữ cửa bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên những người này đều là con người co rúm một cái. Bởi vì, bọn họ thấy bề tan tành nơi cửa chính, một người tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh như băng thanh niên, trực tiếp xông vào trụ sở chính bên trong. Đứng lại! Người nào lại dám xông vào ta huyết thứ trụ sở chính? Không muốn sống. Mấy người quát lên một tiếng lớn, rối rít hướng Diệp Thần ra tay, trong chốc lát, phổ biên sát khí cuồng quyển, huyết thứ trụ sở chính lối vào lối đi này bên trong, gió lớn nổi lên bốn phía, linh khí kích động, đủ loại võ ý, tràn ngập hư không. Có thể ở trụ sở chính bên trong sát thủ, nào có tên yếu. Thấp nhất cũng là chảm ách cảnh đỉnh cấp tồn tại. Ra tay một cái, đều là khí tượng muôn vàn, biển máu sôi trào, sát khí lạnh như băng, trình độ cao nhất hung hãn. Lối đi này, giống như biến thành đi thông địa ngục đường chết. Có thể đối mặt cái này một đám sát thủ công kích, Diệp Thần nhưng là liền thần sắc, cũng không có thay đổi chút nào, tốc độ đi tới, hoàn toàn không có hạ xuống, tiện tay một kiếm hướng cái này mấy tên sát thủ chém tới. Chất phác không màu mè một kiếm. Có thể cái này chất phác không màu mè một kiếm, nhưng là mang theo vô tận phong áp, đem vách tường, sàn nhà, cũng thổi ra đạo đạo liệt ngân. Như vậy loại võ ý, công kích, lại là đồng thời đều bị cái này phong áp, chấn áp xuống, tiêu tán không còn một mống. Mà vậy mấy tên hỗn độn cảnh tinh anh sát thủ lại là ngay tức thì miệng phun máu tươi, thân hình hướng sau bay ngược, hung hãn đụng vào trên vách tường, đem cái này lấy vô cùng là kiên cố tinh thạch điêu khắc thành vách tường, cũng đụng được sụp đổ. Bọn họ thân thể mềm ngã dưới đất, cả người là máu, thoi thóp. Cái này thực lực sai biệt, một ngày đầy đất. Tiện tay một kiếm, trong nháy mắt giết ba tên hỗn độn cảnh sát thủ, quá khủng bố. Dọc theo con đường này, ngăn trở sát thủ, càng ngày càng nhiều, có thể Diệp Thần, cũng không có so dễ dàng đem những sát thủ này trong nháy mắt giết, chấn áp. Thoáng qua bây giờ, huyết thứ ở giữa hơn nửa sát thủ, liền toàn bộ bị Diệp Thần đánh bại. Cái này đường đường đệ nhất thần quốc, tổ chức sát thủ hạng thứ ba, thật là,
đều phải bị Diệp Thần một người, khoảnh khắc tiêu diệt à. Rốt cuộc, Diệp Thần tiến vào huyết thứ đại điện bên trong. Đại điện thủ tọa bên trên, ngồi một người người trung niên, người trung niên sắc mặt trắng bệch, giữ lại lau một cái râu cá chê, nhìn qua hòa hòa khí khí hình dáng, tựa như cái thương nhân vậy. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, căn cứ Vạn Thông nói, cái này nhìn như hòa khí người trung niên, chính là huyết thứ minh chủ, tên là Hạng Viễn. Đây là, huyết thứ minh chủ hướng về phía Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng nói, cái vị công tử này, tới ta huyết thứ, có gì sao? Diệp Thần rõ ràng là người xâm lăng, vẫn là bá đạo vô cùng người xâm lăng, có thể cái này Hạng Viễn giọng, nhưng vô cùng là ôn hòa, tựa như đối đãi quý khách, bằng hữu vậy. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hạng Viễn, mở miệng nói, người hẳn không sẽ không nhận biết ta chứ. Hạng Viễn mỉm cười nói, công tử cùng ta hẳn là lần đầu tiên gặp nhau mới đúng, ta làm sao biết nhận được công tử đâu. Diệp Thần đôi mắt bên trong, chợt nổ lên một đạo hàn quang, rét lạnh nói, ta không có ở đây ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm, cơ hội, ta chỉ cho ngươi một lần, nói cho ta, là ai muốn giết ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Hạng Viễn nghe vậy, không nhanh không chậm nâng lên ly trà trên bàn, vén lên nắp, nhẹ nhàng thổi liền thổi, nhàn nhã nhấp một miếng trà, mới mỉm cười đối với Diệp Thần mở miệng nói, công tử, phải thế nào để cho ta hối hận? Diệp Thần nhìn Hạng Viễn ly trà trong tay, quanh thân sát khí, bộc phát nồng nặc lên, lạnh lùng nói, từ bây giờ về sau, huyết thứ, đem không còn tồn tại. Diệp Thần thanh âm, giống như một đạo từ cửu u cạo tới gió lạnh như vậy, làm cho cả đại điện cũng lâm vào tĩnh mịch. Một khắc sau, ngồi ở chủ vị trên Hạng Viễn, lại là bỗng nhiên phá lên cười. Cười to ba tiếng sau này, Hạng Viễn trên mặt nguyên bản vậy ôn hòa thần sắc, không còn gì vô tồn, hắn hung hãn đem ly trà trong tay, nặn vì nghiền, mặt mũi vô cùng âm ngoan hướng về phía Diệp Thần quát to. Ngươi thật làm ta huyết thứ, là ai cũng có thể nắn bóp trái hồng mềm sao? Thạch Hắc, Trịnh Dã, lên cho ta. Hắn nhưng mà đường đường huyết thứ minh chủ, mà huyết thứ nhưng mà đệ nhất thần quốc tổ chức sát thủ hạng thứ ba. Dám cầm huyết thứ, uy hiếp hắn Hạng Viễn. Đây không phải là tự tìm cái chết, cái gì là tự tìm cái chết? Ám sát làm ăn, rất lớn trong trình độ, là dựa vào danh tiếng mua bán. Nếu như ngày hôm nay, hắn bị Diệp Thần uy hiếp, bỏ qua Diệp Thần, như vậy huyết thứ mới là thật, muốn không tồn tại nữa. Cho nên Diệp Thần phải chết. Uy hiếp ai, đều không muốn uy hiếp một sát thủ, lại càng không muốn uy hiếp tên sát thủ này lão bản. Hắn không biết Vạn Thông tại sao sẽ bỏ qua cho Diệp Thần, nhưng, hắn huyết thứ cũng không chỉ Vạn Thông một cái cường đại sát thủ. Còn như Vạn Thông bị Diệp Thần đánh bại. Hạng Viễn không hề nghĩ tới. Đó là không thể nào. Diệp Thần sắc mặt lạnh nhạt nói, Hạng Viễn, ngươi cả đời này làm lựa chọn, hẳn đều rất thành công. Nếu không, huyết thứ cũng sẽ không phát triển đến hôm nay bước, nhưng, lần này, ngươi sai rồi, hơn nữa sai rất nghiêm trọng. Một bước sai, đầy bàn tất cả thua. Một khắc sau, hai đạo thân ảnh, đột nhiên từ đại điện góc bóng mở bên trong lao ra, lấy tốc độ cực nhanh, một trái một phải, hướng Diệp Thần, tập sát tới. Diệp Thần biết, cái này hai người, là huyết thứ hạng thứ hai, thứ ba sát thủ. Bên trái cái đó. Da ngăm đen, trên mặt mang mấy đạo dữ tợn vết sẹo nam đầu chọc tử, tên là Thạch Hắc, tu vi hỗn độn cảnh tầng 8 trời, cả đời thi hành nhiệm vụ, 130.9200 kiện, thất bại đếm, 130 kiện, huyết thứ sát thủ bảng, hạng thứ 3, được gọi là Hắc Sát Tinh. Bên phải, chính là một người nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, trên mặt luôn là treo một mỉm cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nam tử, dĩ nhiên chính là Trịnh Dã. Người này tu vi hỗn độn cảnh 9 tầng trời, cả đời thi hành nhiệm vụ, 150.3500 kiện, thất bại đếm, 13 kiện, huyết thứ sát thủ bảng, hạng thứ 2, người ta gọi là cười mặt quỷ, là huyết thứ đứng sau Vạn Thông sát thủ. Thạch Hắc sử dụng vũ khí, là một chuôi lưu tinh chùy, lúc này lưu tinh chùy điên cuồng chuyển động, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, điên cuồng góp nhặt trước năng lượng, mà Thạch Hắc một bên hướng Diệp Thần vọt tới, vừa đem cuồn cuộn linh lực không ngừng bơm vào đến lưu tinh chùy bên trong, lưu tinh chùy lên, cuồn cuộn ô mang bùng nổ, giống như bầu trời bên trong Hắc Sát Tinh, lấy mất đi thế gian khí thế, hướng Diệp Thần hung hăng oanh đập tới. Mà Trịnh Dã sử dụng chính là một thanh trường kiếm,
hắn quanh thân kiếm ý mãnh liệt, thân kiếm phát ra từng cơn ông minh, vậy ông minh bên trong, thật giống như bao hàm muôn vàn ác quỷ kêu khóc, thanh kiếm này hiển nhiên không biết dính liền nhiều ít máu tươi, ngưng tụ vô số vong hồn oán niệm. Hắn cả người bóng người, cũng là đang di động, đổi được càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng mơ hồ, nhìn như nhẹ bóng, giống như u hồn vậy, nhưng, tốc độ nhưng là cực nhanh. Hiển nhiên, là sử dụng nào đó loại vô cùng là đặc biệt thân pháp. Đá này hắc cùng Trịnh Dã, một cái mãnh liệt, một cái quỷ dị, có thể bọn họ ra tay, cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là sát ý. Cái này hai người ra tay vô cùng cứng cỏi, sát ý gần như hóa là thật thế chấp, ở cả tòa đại điện bên trong gào thét, bọn họ tất cả đều 200% toàn lực ra tay, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là giết chết Diệp Thần. Hơn nữa, bọn họ liên thủ phối hợp dưới, vô cùng ăn ý, gần như không chê vào đâu được vậy, hiển nhiên, hai người đã sớm không biết liên thủ qua bao nhiêu lần. Có thể Diệp Thần lúc này, nhưng là đứng tại chỗ, động một cái cũng không có nhúc nhích. Hai người, quả thật rất mạnh, nguyên bản cũng đã vô cùng là kinh khủng sát thủ, dưới sự liên thủ, lại là làm người ta nghẹt thở. Bất quá, bọn họ cho dù liên thủ, và Vạn Thông nhưng vẫn có chênh lệch. Mà cho dù là huyết thứ đệ nhất sát thủ Vạn Thông, nếu là không có táng ma chi địa thành tựu hậu thuẫn, đối mặt Diệp Thần vậy chỉ có một kết quả. Đó chính là, bại. Một khắc sau, Diệp Thần động. Hắn cả người chân võ ý bùng nổ, tuyệt mệnh cự lực, ở trong người lao nhanh, trong tay sát kiếm, tiêm máu bạo tránh, một đạo so với thạch hắc, Trịnh Dã càng kinh khủng hơn sát ý, nghịch thiên cuộn sạch. Trong chốc lát, thạch hắc, Trịnh Dã, Hạng Viễn, đều là sắc mặt biến đổi. Thật là mạnh sát khí. Thạch hắc, Trịnh Dã, đều là giết người vô số siêu cấp sát thủ à, mà hiện tại, bọn họ nhưng phát hiện mình sát khí, lại không bằng Diệp Thần. Cái này, làm sao có thể? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần khẽ cười lạnh, giết người giết được nhiều, sát khí liền nhất định mạnh hơn sao? Diệp Thần giết chết, đều là hạng tầng thứ khủng bố tồn tại. Huống chi, ở chấn thần tháp ảo cảnh bên trong, Diệp Thần, lại là trải qua nhân ma đại chiến tẩy rửa. Như vậy chui luyện ra được sát khí, há là vậy sát thủ, có thể so sánh được. Vô cùng sợ hãi rét lạnh kiếm quang, đi đôi với nghịch thiên lực lượng, chút xuống ra, cùng hắc sát tinh thạch hắc lưu tinh trùy lên hắc mang, cười mặt quỷ Trịnh Dã trên trường kiếm kiếm quang, ầm ầm đụng nhau. Ầm một tiếng vang thật lớn, huyết thứ trụ sở chính, lại là ở ba người công kích dư âm đánh vào dưới, bắt đầu điên cuồng lay động, rung động, vô số đá vụn rơi xuống, vách tường, mặt đất rạn nứt, lại là xu hướng tại sụp đổ. Hai đạo thân hình, hung hãn đảo phi nhi xuất, giống như đạn đại bác vậy, từ Hạng Viễn bên người hai bên, phóng mà qua. Ầm một tiếng vang thật lớn, bọn họ thân thể, hung hăng nện ở Hạng Viễn sau lưng điện tường bên trên, vách tường ngay tức thì nghiền. Mà đây cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem hai người cả thân máu thịt, cũng đập được giống như bùn nát vậy. Hạng Viễn, cái này chúa tể huyết thứ mấy chục ngàn năm, thành là đệ nhất thần quốc thế lực dưới đất, ba lớn một trong những cự đầu tồn tại, lúc này, đã hoàn toàn là một bộ sợ choáng váng diễn cảm à, trên mặt cũng hoàn toàn mất đi màu máu. Hắn ngây ngốc quay đầu, nhìn một cái bên cạnh thạch hắc cùng Trịnh Dã, cái này hai cái hung danh hiển hách, làm vô số thần quốc võ giả, nghe tiếng sợ vỡ mật tuyệt thế sát thủ, lúc này, đã hoàn toàn bỏ mình, trạng thái chết, còn cực kỳ thê thảm. Huyết thứ hạng thứ hai cùng thứ ba sát thủ, dưới sự liên thủ, lại là bị Diệp Thần giết à. Hạng Viễn cả người run rẩy trước, vô cùng sợ hãi nhìn trước mắt nam tử, Diệp Thần trước nói lời nói, một mực quanh quẩn ở hắn đầu óc bên trong. Hắn sẽ hối hận. Huyết thứ, đem không còn tồn tại. Nguyên bản đối với lần này khịt mũi khinh bỉ Hạng Viễn, hiện tại, đã là hoàn toàn tin à. Hắn cả đời này, trải qua vô số sóng gió, lớn dường nào nguy cơ, hắn cũng thuận lợi rất tới. Đã từng có vô số người, uy hiếp hắn, đe dọa hắn, có thể cười đến cuối cùng, vẫn là hắn. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng sai rồi à. Ở lâu lên trước, chấp trưởng huyết thứ nhiều năm Hạng Viễn, đã sớm mất đi năm đó viên kia kính sợ chi tâm, hắn hiện tại hoàn toàn rõ ràng, nhiều năm như vậy, hắn mặc dù có thể cười đến cuối cùng, không phải bởi vì hắn lựa chọn, tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn còn không có gặp phải chân chính kinh khủng đối thủ à.
Hiện tại, hắn gặp. Hắn trêu chọc một cái, mình vĩnh viễn không trêu chọc nổi tồn tại. Cái này thống trị đệ nhất thần quốc thứ ba tổ chức sát thủ, làm vô số người thần quốc sợ hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ huyết thứ minh chủ, hôm nay, nhưng giống như là một cái hủ ngu đứa nhỏ vậy. Hắn biết, huyết thứ muốn tiêu diệt. Bị trước mắt người thanh niên này, lấy sức một mình, khoảnh khắc nghiền nát, giống như nghiền nát ổ kiến đơn giản như vậy. Giống như Diệp Thần nói như vậy, một bước sai, đầy bàn tất cả thua. Diệp Thần đi tới Hạng Viễn trước mặt, tuyệt cường khí tức chân áp xuống, cái này ngang dọc một đời kiêu hùng, ở cái này khí tức kinh khủng sóng gió kinh hoàng bên trong, lại là chút nào sức chống cự cũng không có, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói. Hạng Viễn lúc này, nơi nào còn quản cái gì quy ước ngành nghề, nơi nào còn quản cái gì danh tiếng. Hắn chỉ muốn, nhanh lên một chút cách xa Diệp Thần, không tiếc bất cứ giá nào. Hạng Viễn run lẩy bẩy mở miệng nói, giao phó nhiệm vụ người, chính là Vạn Pháp Tông thiên tài đệ tử, Cao Ân. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lại là Vạn Pháp Tông. Hắn mặc dù chém giết Vạn Pháp Tông đệ tử Lỗ Tiên, đắc tội Vạn Pháp Tông lão tổ Lỗ Ao, nhưng... lần này, cũng không chỉ ước chừng, là trả thù đơn giản như vậy à. Lần này nhằm vào hắn người, hiển nhiên cùng thiên ma, có muôn hình vạn trạng liên hệ, Vạn Pháp Tông nhưng mà đệ nhất thần quốc, vô cùng là cường đại một nhóm thế lực à, nếu như Vạn Pháp Tông phản bội nhân tộc, cùng ma tộc cấu kết, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Diệp Thần, nghe được Vạn Pháp Tông tên chữ sau đó, sắc mặt đều thay đổi. Giờ khắc này, Diệp Thần đột nhiên rõ ràng đời trước mình tại sao phải đem thần quốc phân là 7 bộ phận. Cái này 7 bộ phận bất kỳ một phần chia đều có thể và ma tộc dính, nhưng nếu có một nước có thể giữ được mình, vậy thần quốc liền còn có hy vọng. Hắn thần sắc âm trầm xuống, bất quá, cho dù ủy thác huyết thứ ám sát mình người thật sự là Vạn Pháp Tông, cũng không có chứng cớ chân thật có thể chứng minh, hắn thật cùng ma tộc có chút liên lụy, hiện tại, việc cần kíp vẫn là cứu ra Đồ Lan Tâm. Diệp Thần nặng nề thở ra một ngụm chọc khí. Hướng về phía Hạng Viễn trầm giọng quát lên, ngươi có chứng cớ không? Hạng Viễn nghe vậy, cung cung kính kính đem Cao Ân giao cho bọn hắn ngọc giản những vật này, toàn bộ lấy ra. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, tỉ mỉ xem đi qua. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần cặp mắt mở một cái, trong mắt bên trong, ánh sáng chớp động. Ngọc giản này chỗ sau cùng, ghi lại một cái phương vị, nhìn qua không giải thích được. Hơn nữa, lấy Diệp Thần niệm ma thân thể cảm ứng, phương này vị, hiển nhiên là phía sau mới thêm vào, nếu như hắn đoán không lầm, chắc là vậy Vạn Pháp Tông Cao Ân nơi là. Diệp Thần khóe miệng, hiện lên một tia cười lạnh, ha ha. Cái này Cao Ân bắt cóc Đồ Lan Tâm, lại đang ngọc giản này bên trong, để lại một cái phương vị, nhìn dáng dấp lại là một bộ đã sớm đoán được huyết thứ sẽ lỡ tay dáng vẻ. Có thể mấu chốt nhất là... người này cho dù biết được bản thân có nghiền ép huyết thứ thực lực, lại là không sợ hãi chút nào, còn dám lưu lại như vậy tin tức, thật là liền tựa như ở mời mình vậy. Hắn trong mắt hàn mang bạo tránh, Cao Ân lưu lại địa chỉ, rất có thể, là một cái bẫy, nhưng... bất luận là không phải cạm bẫy, Diệp Thần cũng chỉ có thể một sông. Cạm bẫy thì như thế nào, đem cạm bẫy một quyền đánh nát chính là... đây là... Hạng Viễn nhìn trộm nhìn Diệp Thần một cái nói, Diệp công tử, tiểu nhân rốt nát, mạo phạm ngài, đã biết sai rồi, có thể hay không, tha tiểu nhân một mảng chó. Diệp Thần mắt nhìn xuống Hạng Viễn, đột nhiên giương tay một cái, một đạo nô lệ khác, đánh vào Hạng Viễn trong cơ thể, lạnh lùng nói, như ngươi còn muốn sống, hiện tại liền đi thần minh, đem ngươi biết hết thảy, thông báo thần minh minh chủ. Hạng Viễn nghe vậy, không những không có tức giận, ngược lại. Vô cùng mừng rỡ dập đầu nói, tiểu nhân rõ ràng. Diệp Thần cho hắn chồng nô lệ khác, vậy thì đồng nghĩa với, thật muốn thả qua hắn à. Diệp Thần thân hình chớp mắt, ngay tức thì từ huyết thứ trong trụ sở chính biến mất. Hạng Viễn quỳ tại chỗ, trên mặt một bộ buồn bã mất mát vẻ, chỉ chốc lát sau, hắn cầm ra một quyển sách, hắn bìa, bất ngờ viết 4 chữ to. Cấm giết danh sách. Mỗi cái tổ chức sát thủ. Đều sẽ có một bản như vậy cấm giết danh sách, vậy đại biểu vô luận bao lớn lợi ích, cũng tuyệt đối không thể xúc phạm tồn tại. Mà xem huyết thứ, tử vong mắt, tuyệt kiếm cường đại như vậy thế lực, cấm giết trong danh sách tên chữ,
thường thường lác đác không có mấy. Cái này cấm giết danh sách, phần lớn chỗ trống, mỗi một trang, cũng chỉ viết một cái tên, mà đúng quyển sách, viết tên chữ, không vượt qua 10 trang. Hơn nữa, cấm giết danh sách trang thứ nhất, là trống không, bởi vì, cho đến bây giờ, Hạng Viễn còn không có phát hiện có thể viết vào trang thứ nhất tuyệt đối tồn tại. Lúc này, hắn chậm rãi ở trang thứ nhất lên, lấy mình máu tươi, viết lên Diệp Thần tên chữ, tiện tay, than thở một tiếng, đem danh sách, mai táng ở chủ tọa dưới, thân hình động một cái, liền rời đi nơi này. Hắn biết, huyết thứ, hoàn toàn xong rồi, mất đi hạng trước ba sát thủ, huyết thứ còn có cái gì chỗ đứng vốn. Cùng lúc đó, luân hồi cốc. Hai đạo thân ảnh cứ như vậy đứng, không có bước vào một bước. Cái này hai người chính là Kỳ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng. Hai người ở chỗ này đã đứng mấy ngày. Không phải hai người không tiến vào trong đó, mà là căn bản không cách nào tiến vào. Trong suốt trong không khí có một đạo cực mạnh bình phong che chở. Mà bình phong che chở chỗ sâu, có một nhóm cổ xưa minh văn. Sống hay chết, luân hồi vượt quá, ai dám nói thắng bại. Cái này hàng chữ viết có vô cùng lực lượng mạnh, lại khống chế Kỳ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng không cách nào bước vào một bước. Khúc Tuyết Dũng hai chân có chút hơi tê dại. Dẫu sao đứng nơi này quá lâu, dù là có đầy đủ tu vi, cũng phải bị dưới chân cấm chế áp chế. Hắn nhìn xem Kỳ Tư Thanh, do dự hồi lâu, vẫn mở miệng nói, lão tổ, chúng ta muốn đứng tới khi nào? Cũng đã mấy ngày, người nọ sẽ không mở ra cấm chế, để cho chúng ta đi vào. Nhưng mà Kỳ Tư Thanh như cũ hai tay ôm ngực miệng, trong mắt đóng chặt, gió nhỏ tấn công tới, lông mi mau rung động. Rất có mỹ cảm. Tiếp tục các loại. Đơn giản ba chữ đại biểu Kỳ Tư Thanh thái độ. Khúc Tuyết Dũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt, nghe theo Kỳ Tư Thanh lời nói. Hắn vận chuyển đan điền còn sót lại linh lực, tiếp tục áp chế lòng đất truyền tới trói buộc. Lại qua hai tiếng, Khúc Tuyết Dũng thực ở không kiên trì nổi. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Rồi sau đó, một chút nhàn nhạt đường vân ở hắn ngồi mặt đất lưu chuyển. Đột nhiên, mặt đất bên trong lại dài ra mấy đạo màu đen dây leo nhanh chóng lan tràn, ngay tức thì chính là khóa lại Khúc Tuyết Dũng. Quỷ dị hơn phải, một cổ lực lượng vô hình lại tựa như đem Khúc Tuyết Dũng đi lòng đất chiếm đoạt. Lão tổ, cứu ta! Thời khắc này Khúc Tuyết Dũng có chút bối rối, lớn tiếng nói. Nhưng mà Kỳ Tư Thanh vẫn tròng mắt nhắm, chỉ bất quá, nàng tay thanh tú hơi nhúc nhích. Lại đang âm thầm bắt pháp quyết. Làm bắt pháp quyết kết thúc sau đó, Kỳ Tư Thanh quanh thân bộc phát ra một đạo màu xanh ánh sáng. Màu đen kia dây leo tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự việc, rối rít tiêu tán, trở lại lòng đất. Khúc Tuyết Dũng thật dài thở ra một hơi, vội vàng chắp tay nói cảm ơn lão tổ. Kỳ Tư Thanh không để ý tới sẽ, đột nhiên. Nàng mở mắt ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn luân hồi cốc cuối. Rồi sau đó, một chút thanh âm nhàn nhạt vang lên, u lão, thật lâu không gặp. Khúc Tuyết Dũng ngẩn ra, phụ cận đây lại có người. Nhưng mà vì sao hắn không có cảm nhận được? Ngay tại Khúc Tuyết Dũng nghi ngờ để gặp, trước mặt không gian ba động, một cái không gian màu đen vòng xoáy đột nhiên tạo thành. Mà trong vòng xoáy gian lại đứng một cái ông già. Ông lão trong mắt lưu động phù văn, quanh thân lại là tản ra cực kỳ kinh khủng luân hồi lực. Rất hiển nhiên, ông lão tu vi cực mạnh. Ông già cổ quái nhìn Kỳ Tư Thanh, hiếu kỳ nói, cô bé, người biết ta. Có ý tứ. Đã rất lâu không có ai tới xem lão phu. Ta mặc dù đối với người cảm thấy hứng thú, nhưng là luân hồi cốc không phải người không phận sự cùng có thể tới. Kỳ Tư Thanh khẽ mỉm cười, người không phận sự các loại. Người thật cho rằng ta là người không phận sự cùng sao? Diệp Cửu U. Nháy mắt tức thì, ông lão diễn cảm thay đổi. Thế gian biết hắn kêu U già người không thiếu, nhưng là có thể nói cho đúng ra tên hắn chỉ có mấy người. Hắn mày trắng khều một cái, chất vấn nói, cô bé, người rốt cuộc là ai? Một khắc sau, trên người lão giả lại tản mát ra một đạo tuyệt mạnh kiếm ý. Mà kiếm ý rất miễn cưỡng hướng Kỳ Tư Thanh đi. Nếu như đánh chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Tư Thanh không có né tránh, càng không có đánh lại. Bót! Kiếm ý vạch qua, giống như một tiếng sấm thoáng qua. Kỳ
Kỳ Tư Thanh cái khăn che mặt ngay tức thì hóa là một phiến trắng vũ. Tuyệt đẹp dung nhan xuất hiện. Vậy đẹp hít thở khó khăn mặt phảng phất là thế gian tuyệt vật vậy. Liên thần cũng không dám đối với lần này khinh nhờn. Trọng yếu hơn chính là, Kỳ Tư Thanh ấn đường đang lóe lên một đạo nhàn nhạt phù văn. Thần bí lại huyền ảo. U lão thấy một màn này, diễn cảm cực độ cổ quái, hắn nghĩ tới điều gì, thân thể không thể tin lui về phía sau mấy bước, thanh âm run rẩy nói, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi chẳng lẽ là Khúc tiểu thư. Vậy đạo mi tâm phù văn, hắn gặp qua. Hơn nữa vô cùng quen thuộc. Thế gian chỉ có một người có cái này phù văn. Cái này đã từng là thế gian cấm kỵ. Hắn vốn cho là viễn cổ lúc đó, đã kết cục, phù văn kia chủ nhân chết hậu thế, thậm chí không cách nào bước vào luân hồi. Lại không nghĩ rằng, lần này, hắn lại có thể gặp được. Mấu chốt khí chất đó, ánh mắt kia, giống nhau như đúc. Không sai được. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, vậy ta hiện tại có tư cách tiến vào bên trong sao? U lão chế trụ nội tâm khiếp sợ, suy tư mấy giây, lắc đầu một cái, Khúc tiểu thư, mặc dù không biết ngươi vì sao sẽ ở đây đạo trên thân hình, nhưng vẫn là không được, phía trên có lệnh, người bất kỳ không được bước vào luân hồi cốc nơi hạch tâm nửa bước. Có thể một giây kế tiếp, Kỳ Tư Thanh nhưng là bước ra một bước. Không gian chấn động, một cổ lực lượng vô hình đụng. Kỳ Tư Thanh thần giác lại rỉ ra một chút đỏ bừng máu. Kỳ Tư Thanh bây giờ tu vi, lại không cách nào ngăn trở trước mắt lực lượng. Có thể gặp cái này luân hồi cốc nơi hạch tâm có kinh khủng dường nào. Lão tổ, Khúc Tuyết Súng cực kỳ lộ vẻ xúc động, nhưng là không biết nên làm cái gì. Mà u nét mặt già nua sắc càng phát ra khó khăn xem, Khúc tiểu thư, người đây cũng là cần gì chứ. Luân hồi chi chủ chết, thế cục đã sớm thay đổi. Bây giờ là vị kia nắm trong tay hết thảy, đừng nói thần quốc, vực ngoại, thượng giới, đều bị vị kia nắm trong tay. Dù là ngươi trải qua luân hồi, về lại nơi này, nhưng hiện tại đã không phải là viễn cổ. Khúc tiểu thư, người buông tha đi. Ta sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, người đã tới. Nhưng mà, Kỳ Tư Thanh lần nữa bước ra một bước. Một cổ mạnh hơn, nhưng lại không thuộc về thần quốc lực lượng hạ xuống. Kỳ Tư Thanh lần này khạc ra một miệng đỏ bừng máu. Quần áo trắng cũng dính vào mấy phần, giống như một bộ cao ngạo hoa mai đồ. Ngươi nếu không cho ta đi vào, ta sẽ mạnh xông, ngươi biết chưa? Kỳ Tư Thanh yếu ớt thanh âm vang lên. Đây là thuộc về nàng quật cường. U mắt lão mâu có chút không thôi, nhưng lại không cách nào mở ra nơi này cấm chế. Bởi vì một khi mở ra, thiếu nữ trước mắt tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn. Khúc tiểu thư, người thật chớ ép ta. Lão phu chẳng qua là một cái giữ cửa, người không muốn làm khó lão phu à? Lời nói rơi xuống, Kỳ Tư Thanh lần nữa bước ra một bước. Lần này, Kỳ Tư Thanh cả người quần áo trắng lại toàn bộ hóa là màu máu. Tay nàng đang rỉ máu. Nàng ấn đường vậy đang rỉ máu. Gương mặt tái nhợt tựa như nói ra thế gian bất công. Thấy một màn này, Khúc Tuyết Dũng đã quỳ trên đất. Lão tổ, ngươi làm cái gì vậy mà? Ngươi nhưng mà Khúc gia hy vọng duy nhất à? Nhưng mà, Kỳ Tư Thanh không có động tĩnh, vậy quật cường trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa ông già. Từng bước một tiếp tục về phía trước. Nhìn như đi một bước nhỏ đều rất cố hết sức. Không có ai biết, nàng vậy nhỏ hết sức thêm nhu nhược thân thể gánh vác cái gì cấp lực lượng khác. Lực lượng này thậm chí vượt qua hỗn độn cảnh, thậm chí vượt qua thiên thần cảnh. Lực lượng cuồng bạo đem nàng quanh thân hết thảy toàn bộ nghiền ép. Cỏ cây khô héo, mặt đất vỡ vụn, như mạng nhện vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Chu vi 5 km cũng truyền đến cực mạnh chấn cảm. Khúc tiểu thư, ngươi đừng đi, thật chớ đi, đi một bước nữa ngươi biết chết à. U lão lại gào lên. Giờ khắc này, Kỳ Tư Thanh cười. Nàng đưa tay ra, máu tươi kia dính tay, nhắm vào u lão. Gằn từng chữ. Diệp Cửu U, lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi họ gì sao? Ngươi họ Diệp, ngươi là vạn cổ đệ nhất gia tộc người của Diệp gia. Ngươi tu luyện là Diệp gia công pháp. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là Diệp gia huyết mạch. Ngươi kết quả đang sợ cái gì? Sợ cái đó cao cao tại thượng người phụ nữ,
sợ cái đó tay cầm cao nhất quyền lợi nắm giữ, sợ cái đó dã tâm bừng bừng hèn mọn tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, thiên lôi lăn. Kỷ Tư Thanh bầu trời, lại xé một đạo hư không. Cuồng bạo đỏ thẫm lôi kiếp chấp động. Cái này lôi kiếp cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Một khi hạ xuống, thời khắc này Kỷ Tư Thanh, hẳn phải chết à. Nếu như nói Diệp Thần trước tiếp nhận lôi kiếp, là thiên đạo cơn giận. Như vậy đỏ thẫm lôi kiếp chính là không người dám đụng chạm, quy tắc cơn giận. Kỷ Tư Thanh nhìn trên bầu trời lôi kiếp, cười, nàng đưa tay ra, chỉ vậy lôi kiếp, nói ra một câu nàng từ không có nói mắng, gái điếm thúi, ngươi thật lấy vì ngươi thắng. Trò chơi, bất quá vừa mới bắt đầu. Đời trước, ta bại bởi ngươi. Cái này nhất thế, ta và Diệp Thần, sẽ đem ngươi kéo xuống thần đàn. Vĩnh Phong luyện ngục. Trong phút chốc, đỏ thấm vạn lôi hạ xuống. Giống như diệt thế tai ương, cần phải xóa bỏ hết thảy. Lôi âm cuồn cuộn thậm chí để cho trong xung quanh trăm dặm võ giả đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Bầu trời đè nén không giống. Thời khắc này Kỷ Tư Thanh, gặp nguy hiểm. Nhưng là, Kỷ Tư Thanh trong con ngươi không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại, con ngươi bên trong chiếu ngược chính là cực độ kiên định. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh kiếm. Một chuôi như nàng như nhau bất khuất kiếm. Nàng phải hướng quy tắc, khiêu chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.